Dạ, con xin kính chào bác Nguyễn Nhân ạ. Dạ thưa bác, con tên là Hoàng Thị Thu Hồng, con cư ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa bác, con xin phép được có một số câu hỏi với bác. Thông qua một việc là con có xem một cái video có tựa đề là Tiêu chí làm tu sĩ, đăng ngày 2 tháng 4 năm 2016, tức cách đây đã 6 năm, trên trang Thích Nhật Từ Official do Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng giải. Trước tiên thì con xin phép bác được tóm tắt nội dung video này như sau. Là có người đặt câu hỏi với Thượng tọa Thích Nhật Từ, đại ý câu hỏi là: Thưa thầy, đến chùa là để thờ Phật, học Pháp, thông qua các thầy tăng. Thầy giỏi thì trò mới giỏi. Vậy trên đất nước Việt Nam này và trên thế giới thì có phân biệt thầy số 1, thầy số 2, thầy số 3 hay không? Qua phần trả lời trong video này, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã chính thức tuyên bố đạo Phật khiếm khuyết đến ba vấn đề vô cùng trọng đại, đó là: một, đạo Phật chưa có giáo lý; hai, các tu sĩ đạo Phật hiện nay chưa đủ tiêu chí để làm thầy; ba, các tu sĩ đạo Phật không biết giảng gì là đúng với chánh pháp. Cho nên Thượng tọa Thích Nhật Từ khuyên các Phật tử muốn nâng cao trình độ Phật học thì nên nghe các bài giảng của ông ta trên kênh Đạo Phật Ngày Nay, trang Chùa Giác Ngộ, trang phatam.com do ông ta quản lý là chuẩn mực nhất. Còn các kênh khác như kênh hoằngpháp.com, tu viện Khánh An.com thì chỉ khá chuẩn mực thôi. Kính thưa bác, còn có rất nhiều thắc mắc là xoay quanh cái phần giảng giải này của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Con mong bác vui lòng giải đáp cho chúng con xin phép được hỏi câu đầu tiên như sau. Kính thưa bác, Thích Nhật Từ đã tuyên bố đạo Phật chưa có tiêu chí làm tu sĩ, nghĩa là Thích Nhật Từ tự nhận mình là thầy chùa, không đủ tư cách để làm một tu sĩ, có phải không ạ? Cái phần mà Thượng tọa Thích Nhật Từ xác nhận như vậy, theo nguyên tắc á, mình bác không có thể có tư cách mà góp ý vô cái chuyện này được. Một vị tu sĩ mà họ xác nhận như vậy thì đương nhiên họ thấy như thế nào đó thì họ mới xác nhận là họ không đủ cái tiêu chí để làm một vị sư. Thì cái phần này á, nó lệ thuộc vào giáo hội và chính quyền. Chính quyền thì kiểm soát tôn giáo hành đúng theo theo kêu bằng là giáo lý giáo luật, còn chánh giáo hội á, thì quản lý các tu sĩ đúng theo kêu bằng hiến chương của giáo hội. Thì hai cái phần này nó nằm thuộc về phạm vi của chính quyền tôn giáo và giáo hội Phật giáo. Vì thế mà cháu hỏi bác cái phần này thì bác không có đủ tư cách mà để trả lời. Thì phần này thì bác đề nghị cháu là chuyển cái câu hỏi này chuyển sang chính quyền tôn giáo và giáo hội Phật giáo Việt Nam mới đúng hơn. Xin cháu hỏi tiếp câu hỏi thứ hai đi. Dạ thưa bác, Thích Nhật Từ đã chính thức tuyên bố toàn thể giáo hội Phật giáo Việt Nam không biết dạy gì cho đúng chánh đạo. Nghĩa là bao lâu nay, ông ta và toàn thể quý thầy trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đều nói xạo, giảng tầm bậy tầm bạ chứ không biết chánh pháp là gì, chánh đạo ra sao. Thưa bác, có phải như vậy không ạ? Nếu mà một người mà tu đạo chân chánh á, thì trước mắt thì phải có quyển giáo lý. Trong giáo lý nó có quyển giáo kinh và giáo lễ, giáo luật, giáo điều của một cái đạo thì mới đúng là một cái đạo được. Còn nếu một cái đạo mà thiếu các phần trên thì hoàn toàn không phải là cái đạo, mà chỉ là một cái tín ngưỡng thôi. Mà tín ngưỡng đó phải ưu tiên, đầu tiên là anh phải có quyển tiểu sử của nó. Mình nên nhớ rằng tất cả dầu tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng đều anh phải là trung thực, không có lừa đảo nhân dân Việt Nam. Vì sao? Vì nhân dân Việt Nam là con rồng con tiên, người ta thông minh lắm. Đừng có đưa những cái chuyện mơ hồ vào đây mà nó làm mất giá trị.
Đạo Phật là cái đạo tinh hoa của nhân loại và của đạo Phật luôn. Vì thế mà bác chỉ khuyên một câu thế này: tất cứ đạo nào tu thì phải có quyền giáo lý, giáo lễ, giáo kinh luôn thì mới đúng là một cái đạo. Còn nếu mà đạo mà nó thiếu cái tiêu chuẩn này thì nó không phải. Rồi nếu mà để mà lâu dài, tình trạng này lâu dài quá thì sao đây? Nó xảy ra những chuyện không tốt, thành ra cái đạo Phật nó là mất giá trị đi. Thì bác cũng theo dõi trên mạng hiện giờ đó, thì chính phủ đang hoàn thiện pháp quyền xã hội chủ nghĩa đó, thì các tôn giáo nên coi chừng làm cái gì phải cho đúng luật. Chứ để mà ban hành luật pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra mà không đúng thì nhà nước phạt thì coi sao đây? Thì nó không hay lắm. Thì bác là người công dân, bác chỉ khuyên vậy thôi. Còn tụi con mà muốn, cái câu hỏi của con thì rất hay, nhưng mà nên nhớ được chuyển sang giáo hội á, và chuyển sang ban tôn giáo chính phủ. Hai cơ quan này sẽ giải thích. Tại vì hiện giờ nhà nước giao toàn quyền nhân dân làm chủ, nhân dân là làm chủ quốc gia này, tụi con được quyền làm ở đây, nghe không? Mà nói mình đây, mình nói để là xây dựng đạo, xây dựng nhà nước chứ không phải là phá. Phải hiểu cái câu này. Đó, thì mình hỏi gì thì nhà nước thấy dân Việt Nam như thế nào mới cho dân Việt Nam làm chủ mà, làm chủ quốc gia mà. Mình được cái thế này thì mình mới hỏi ngược lại giáo hội và nhà nước. Thì ta sẽ viết cái câu này cho. Chứ ông Thích Nhật Từ là một vị tiến sĩ chứ không phải nhỏ đâu. Tiến sĩ đương nhiên cái học thức người ta cao. Vấn đề chuyên nghề về đạo Phật là cao nhất, không ai hơn ổng đâu. Ổng viết ra những cái bài rất hay, nhưng mà đều ổng chỉ còn thiếu một cái là giác ngộ giải thoát thôi, chứ còn cái gì về thế gian này cũng được hay hết, chỉ thiếu có bốn chữ thôi. Bốn chữ này tôi mong rằng ổng trong vòng một tháng ổng biết hết. Thiếu có giác ngộ giải thoát. Giác ngộ là gì không biết, giải thoát là công thức như thế nào không biết, có vậy thôi. Này nói thiệt là con không muốn học chứ học 24 tiếng hồ xong rồi. À, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Thích Nhật Từ đã chính thức tuyên bố đạo Phật tu không có giáo lý. Tức Thích Nhật Từ đã tự xác nhận mình và nhiều thầy chùa khác là tu mù, là thầy mù rờ voi. Dạ thưa bác, có đúng như vậy không ạ? Thế này con phải kiểm lại, có phải ông xác nhận là tu đạo Phật không giáo lý không? Nếu quả thật đạo Phật câu không giáo lý thì bác không góp ý. Nhưng mà tụi con hỏi giáo hội, chứ mấy chục năm nay ông tu cái gì? Đạo Phật tu cái gì? Mà ông Nhật Từ ông nói là đạo Phật không giáo lý. Đó, thì con phải hỏi nè, hỏi giáo hội chứ bây giờ tại sao ông Thật Từ nói đúng hay là sai? Thì giáo hội phải đính chính lại. Nếu có thì trình giáo lý ra cho ông Nhật Từ thấy. Còn nếu không có thì xác nhận không có. Thì thôi kêu thuê ông Nhật Từ biên ra quyển giáo lý. Ông tiến sĩ mà, tiến sĩ làm gì không được, thấy không? Nên nhớ rằng nếu ông không có thì đề nghị ông Nhật Từ viết ra quyển giáo lý đi, ông là tiến sĩ. Hoặc là phối hợp thêm vài vị tiến sĩ này viết ra quyển giáo lý đạo Phật. Để rồi đây nhà nước hoàn thiện pháp, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà tôn giáo không có giáo lý thì không được. Bắt buộc phải tôn giáo và có giáo lý. Bất cứ nghề nào phải có cái bằng cấp thì mới học nghề được. Còn nghề mà không có bằng cấp là nghề lậu, thấy không? Thì tụi con có nhắc nhở là với thỉnh cầu, nhắc nhở là với giáo hội nên sớm hoàn thành cái giáo lý ra. Thì dưới tay ông đó 64 tiến sĩ thì mỗi ông viết trang thôi, 64 trang đủ rồi. Thì nó trở thành một hoàn hảo, một quyển giáo lý đạo Phật. Rồi con hỏi câu tiếp đi. Dạ thưa bác, Thích Nhật Từ tuyên bố mình không biết ba điều cốt tử của đạo Phật. Nói như vậy cho nên là ông ta làm cái gì cũng tầm bậy tầm bạ, giảng cũng tùm lum tà la. Vậy mà ông ta vẫn nhận bằng tiến sĩ danh dự Phật học và đứng ra giảng dạy rất là nhiều vấn đề. Thưa bác, loại thầy chùa như Thích Nhật Từ như vậy thì Đức Phật gọi là cái gì ạ? Bây giờ á, trong đạo Phật á, Phật xếp vào tăng. Thánh Tăng là một vị kiến tánh Phật. Vị Tăng kiến tánh Phật gọi là Thánh Tăng. Tăng mà tu mà ham tiền gọi là Phàm Phu Tăng.
tăng mà Thích Thưa kiện chửi người ta gọi là tục tử tăng. Thì trong ba cái này thì tùy con sắp xếp. Chú sẽ cung cấp ông Phật nói là ba loại tăng: thánh tăng, phàm phu tăng và tục tử tăng. Thánh tăng kiến tánh thành Phật, phàm phu tăng hành nghề kiếm tiền, tục tử tăng làm đơn thưa kiện chửi bới người ta. Đó, ba loại tăng thì tùy theo con. Con muốn xếp vào cái nào xếp, chứ bác chỉ phân tích thôi nha. Còn cái chuyện con muốn đặt người ta ai đó vô trong cái vị trí nào thì căn cứ vào ba lời dạy của Đức Phật. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con xin hỏi tiếp câu thứ 5 mà. Dạ thưa bác, là Thích Nhật Từ tuyên bố ba điều như vậy. Vậy thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền đã đủ cơ sở để loại Thích Nhật Từ ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa thưa bác? Cái phần này nó thuộc về phạm vi của giáo hội, phạm vi của giáo hội, chứ không phải ấy. Bởi vì đây là quyền hành của giáo hội mà. Thích Nhật Từ vô giáo hội thì nó đi vào trong cái hiến chương và cái điều lệ của giáo hội. Anh vi phạm thì cái đó là do giáo hội quyết định. Chứ bác thì không có ý kiến được, bác chỉ phân tích cho cháu hiểu rồi tùy theo cháu hiểu rồi có thể cho không. Dưới tư cách hiện giờ là nhà nước cho là nhân dân làm chủ thì nhân dân được quyền hỏi lại tất bất cứ ngành nghề nào, kể cả tôn giáo, chứ không phải là tôn giáo ngoại trừ đâu, nghề nào cũng phải hỏi được. Nhưng mà trường hợp của Nhật Từ vậy hỏi chứ tôn giáo hội Phật giáo Việt Nam tính làm sao? Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ nói như vậy thì coi giáo hội trả lời như thế nào, thấy không? Bác chỉ góp ý kiến cho con thì thôi, rồi hướng dẫn cho con cái cách mà Phật nói là ba loại tăng: thánh tăng, phàm phu tăng và tục tử tăng, thấy không? Còn nếu mà tu mà chưa không hiểu gì gọi là ngạo mạn tăng, chưa chứng được chứng, chưa đắc nói đắc là gọi là ngạo mạn tăng, còn cái kia là thông thường tăng rồi đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Thích Nhật Từ không học giáo lý mà lại rao giảng bậy bạ về Phật Pháp, làm những chuyện mà Đức Phật không dạy, Đức Phật không làm. Vậy có thể bị chính quyền bắt vì tội truyền bá mê tín dị đoan không ạ? Này không được, chính quyền không có làm được cái này. Chính quyền cho người ta tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, không thể bắt được. Muốn bắt được thì ông phải ra cái điều luật. Cái điều luật như thế nào? Thì nếu mà cái điều luật hiện giờ đó thì trên mạng có thấy là nhân dân làm chủ rất nhiều đưa ra những cái điều luật. Thì nhà nước tôn giáo căn cứ vào cái này mà phải đi vào trong cái luật pháp, rồi luật pháp ban hành thì mới làm được cái chuyện này. Chứ giờ hiện giờ không thể làm gì được hết. Bởi vì ông cho người ta tự do tín ngưỡng tôn giáo mà. Tôi nói trúng đó thật là chuyện của tôi. Chừng nào mà ông hoàn thiện cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ban hành ra, cái chỗ nào sai thì sẽ bị. Bởi vì nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phải làm chỗ đúng. Luật pháp chưa ban hành thì không được quyền, cán bộ nhà nước không thiền thực thi pháp luật. Phải hiểu cái chỗ này. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Thích Nhật Từ không học giáo lý cũng không đủ tiêu chuẩn là tu sĩ mà dám đứng ra kêu gọi Phật tử cúng dường hàng tỷ đồng để làm Phật sự. Vậy đã đủ bằng chứng để khép vào tội lừa đảo chưa ạ? Không được lừa đảo. Đã ta tu mà, đã nhà nước cho tự do. Bây giờ cái chuyện ổng kêu gọi là người ta hảo tâm ta đóng thôi. Thấy không? Cái chuyện này không, nhà nước không được quyền, nhưng mà giáo hội được quyền. Bây giờ ông kêu gọi vậy đó thì cái nếu mà cái chùa của ông á, của nhà nước thì sẽ là có cái ban quản lý. Ông là trụ trì thì có cái ban quản lý đi theo. Ông không được quyền giữ tiền mà do là cái tổ giữ tiền á, tổ tài chánh giữ cái tiền này nè. Phải báo cáo lại cho giáo hội thì giáo hội được quyền làm cái này, còn nhà nước không được xen vô. Nhà nước xen vô khi nào nhà nước có cái luật pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì mới được quen xen vô cái này. Bởi vì ông cho người ta tự do mà cái chùa này là của giáo hội chứ không phải là chùa của ông Thích Nhật Từ. Thì giáo hội muốn làm cái gì thì đưa ra cái hiến chương và điều lệ cũng như nội quy thì giáo hội áp dụng với ông Thích Nhật Từ thì được, chứ nhà nước không xen vô được theo luật
trừ trường hợp pháp nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa được ban hành có gì liên quan đến tôn giáo thì nhà nước thực thi pháp luật mới được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Thích Nhật Từ không được học giáo lý đạo Phật thì cho dù là tiến sĩ giấy hay tiến sĩ ảo hay tiến sĩ danh dự đi nữa thì ông ta có thể giác ngộ và có thể giải thoát được không thưa bác? Bây giờ nói thiệt con á, giác ngộ giải thoát thì dễ như ăn cơm, không gì khó. Bởi vì trong kinh Đức Phật có nói câu nè, một tay đồ tể buông đau thành Phật, một tay đồ tể buông đau học công thức giải thoát được giải thoát. Vua Trần Nhân Tông giết bao nhiêu người mà ông thành Phật được. Thì ông Nhật Từ thì lừa đảo người ta cái chuyện nó nhỏ thôi đâu có gì. Thì ông, thì giờ ông hiểu giác ngộ giải thoát, ông tu giải thoát, ông là dễ nhất, biết sao không? Rồi vì dưới tay ông rất nhiều người. Nếu mà ông hiểu giác ngộ một cái, ông giảng một cái đó, mấy trăm người giác ngộ thì ông là bao nhiêu công đức rồi. Thấy không? Rồi chỉ được bao nhiêu công thức. Công đức, cái bằng giác ngộ một công đức, giải thoát 10 công đức. Con suy nghĩ đi. Nếu ông quay một cái theo cái giác ngộ giải thoát này thì biết bao nhiêu. Hơn nữa cái chùa nó có cái căn bản rồi, chùa giác ngộ rồi. Chùa giác ngộ là chùa hiểu biết rồi đó. Và chịu khổ ông đọc thêm vài trang giấy đông hiểu biết. Thì ông truyền lại cho mấy Phật tử. Ông tạo công đức còn dễ hơn ai hết á. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, vậy thì những người nghe thầy chùa giả Thích Nhật Từ giảng pháp thì có thể giác ngộ và giải thoát được không bác? Giác ngộ là cái gì? Là hiểu biết. Thì hồi xưa thì con không biết, giờ con hiểu, con biết là gì là giác ngộ rồi. Còn giải thoát thì theo đúng công thức của nó thì giải thoát, dễ vậy thôi không? Như thế mà cái chuyện tu giác ngộ giải thoát này, ngày xưa con làm gì con không biết, nhưng mà hiện giờ con có công đức con về, dẹp mấy cái kia hết. Cái người có nghĩa là chữ ác đức nó là cái bóng tối, kêu bằng công đức là cái ánh sáng, nó xóa cái bóng tối trong vòng không tính từng giây được, mà đã tính từ sau thôi. Vừa sáng mất tối, có vậy thôi. Nhanh lại, nếu người nào giác ngộ thì hiểu biết những cái không biết tự nhiên nó biến mất hết. Còn người nào muốn giải thoát có công đức về. Thời này nhiều Phật ở tầng bình lưu lắm, thấy có công đức là biết rồi, được rồi tao rước mày về. Hết đời đi tao rước mày về. Thấy không? Đừng có lo chuyện này, thời này là thời giác ngộ giải thoát, dễ tu dễ hơn ăn cơm. Ăn cơm còn nhai, cậu này dễ như ăn cháo, nuốt không à, khỏi nhai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Đức Phật ra đời để lại giáo lý là để dạy về đạo Phật, tức là đạo giác ngộ giải thoát. Nhưng Thích Nhật Từ không biết giáo lý. Vậy đạo mà Thích Nhật Từ đang tu theo là đạo gì và là đạo của ai ạ? Nguyên tắc là nếu tu theo đạo giáo lý thì tu theo đúng cái pháp môn của Đức Phật dạy. Còn tu không giáo lý là tu tưởng, gọi là đạo tưởng. Tưởng sao làm vậy? Nhưng mà Thượng Tọa Thích Nhật Từ nó có cái cơ sở sẵn rồi. Ổng có cái cơ sở chùa giác ngộ. Ổng cần chỉnh được chút xíu thôi. Xin lỗi là trong cái Việt Nam hoặc thế giới không có chùa nào qua ổng. Ổng quay một cái tôi, ổng đứng mà ổng giải giác ngộ một cái, xin lỗi, ổng hốt bạc tỷ luôn á. Thấy không? Khỏi cần kêu gọi, tiền vô như nước luôn. Chỉ cần sửa là chỉ giác ngộ. Thấy không? Giác ngộ thì ổng tiến sĩ mà. Ổng tiến sĩ thì ổng nói chỉ giác ngộ dễ như ăn cơm, không khó khăn đâu. Đừng có lo chuyện đó. Thì cũng mong ổng là cũng chúc cho ổng là ráng giác ngộ để có công đức, rồi ráng giải thoát để trở về Phật giới. Nghe không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Thích Nhật Từ thì thích giảng về tình dục, về làm đám cưới, về sử dụng dụng cụ kích dục, về chính trị, rồi bình phẩm khen chê, nói xấu người khác. Vậy thì Thích Nhật Từ là đang hành đạo gì và đang nói pháp gì ạ? Này, trong đạo Phật gọi là đa pháp á. Phật giáo là đa pháp, nó nhiều pháp. Mà trong đó thì nó có cái pháp giải thoát, ông quên. Bây giờ ông nhớ được thì ông học thêm cái giờ pháp giải thoát nữa thì ông về Phật giới dễ như ăn cơm thôi. Ông có cái căn bản mà. Bởi vì cái đạo Phật nó khai nè, có nghĩa là con không hiểu là con tu trong bóng tối. Mà bây giờ cái bóng tối của con có sáng một cái, bóng tối tự nhiên nó mất. Thấy không? Mà hơn nữa cái cơ sở ông rất lớn.
khi nó sáng ra thì nó nguy nga hơn hơn người ta nhiều lắm. Chính cái ông Thích Nhật Từ này nè, nếu mà ông hiểu, ông quay đầu một chút xíu á, thì xin lỗi, thế gian này không ai bằng ổng đâu. Có thể ổng không? Có ổng thể nghe là nhập Cao Đăng Phật Quốc luôn. Rồi tái nhập Ta Bà để dạy dạy chúng sanh giải thoát luôn. Ông này dễ nhất á, nói thiệt con á, thấy ổng vậy chứ sự thật là cái công trình ổng rất ấy, nhưng mà ổng chỉ cần xoay một cái á, thì ổng thành Phật dễ như con luôn. Bởi vì ổng có phương tiện hết mà, dưới tay ổng bao nhiêu, giờ con thí dụ con này, con đi tìm một người để con dạy để con có một công đức khó khó lắm. Còn ổng chỉ cần tập hợp lại, ổng chỉ nói cái phước, cái công, cái giác ngộ như thế này là bao nhiêu người, 100 người nghe, chừng 5 người nghe hiểu thôi, ổng cũng có cả năm công đức nữa. Mà dưới tay ổng nghe đó mấy chục ngàn người chưa thấy đâu, thấy không? Chính ổng là người tạo công đức rất dễ. Rất dễ hơn những cái người mà những cái chùa mà leo tèo có mấy người đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa bác, vậy Đức Phật dạy thế nào là một tu sĩ Phật giáo ạ? Tu sĩ Phật giáo thì có phải đầy đủ quay nghi. Thì con sẽ thường thường có nghĩa là tăng là một nhà sư thanh tịnh, tánh thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái kinh thân, dứt trừ bản ngã, lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền giải khắp thế gian. Đó là một thánh tăng, một tu sĩ vậy. Nhưng mà nó kèm theo một nguyên giáo lý nữa thì nó toàn diện một tu sĩ tuyệt vời. Ông Thích Nhật Từ được cái tư cách này. Chỉ cần quay lại một chút xíu thôi, ông chỉ cần học thêm hai chữ giác ngộ và giải thoát thôi là ông số một ở Việt Nam này, là một vị thánh, trở thành một vị thánh tăng dễ như ăn cơm, thấy không? Thì cũng mong rằng, chứ ông nói ra thì, bởi vì nhiều cái ông nói rất hay, nhưng mà tại vì nó chưa đến đã chạm cái tủy thôi, chứ chạm tủy ông rất dễ. Ông chỉ giống như làn điện, nó còn chỉ có một cách, một lớp lớp cao su bột thôi, nạo lớp cao su bột này đã nhập liền, nhập Cao Đăng liền. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa bác, là một tu sĩ Phật giáo chân chính là phải giảng gì cho đúng với lại chánh đạo và chánh pháp của Đức Phật ạ? Một tu sĩ chân chính trước mắt anh phải có quyển giáo lý, cần nương vào quyển giáo lý ông dạy. Thì quyển giáo lý này nó gồm có giáo kinh và giáo lễ. Đặc biệt một tu sĩ anh phải thuộc là giáo kinh và giáo lễ, anh hành cái gì cũng phải coi, nếu vậy mới đúng là một tu sĩ. Mà tu sĩ này phải hiểu cơ bản là vị Phật dạy cái gì, dạy mấy pháp môn và dạy cái gì. Cái này học dễ thôi, đâu có khó khăn gì. Tôi thấy một Phật tử thiền tông nó học cho 2 ngày nó hiểu hết, còn ông Nhật Từ không cần học 2 ngày, 1 tiếng đồng hồ thôi đọc hết, hiểu hết. Vì ông Nhật Từ ông có trí sáng lắm mà, ông nghe một chứ ông hiểu 10 lắm. Cái chuyện mà người ta không biết mà ông còn biết thì làm sao, thấy không? Chuyện mà ta không biết mà ông biết rõ như ban ngày, thì chuyện cái gì giác ngộ chuyện dễ. Ông chỉ học là ông rất dễ thôi, thấy không? Tôi thấy trong cái thế giới tu hành thì chỉ ông Thích Nhật Từ số 1 đa nghề nghiệp, cái gì cũng ra. Người ta có một thôi mà ông tới mấy chục phẩm, ông tu mấy chục phẩm, còn người ta tu có một phần mà tu hoài không được. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa bác, Đức Phật có dạy về giáo lý, nhưng vì sao cỡ như một tiến sĩ như Thích Nhật Từ thì lại không được học về giáo lý này ạ? Này không phải không được học mà nó vượt qua giáo lý rồi. Giáo lý thì giờ trung học thôi, còn ổng lên tiến sĩ luôn, trên đại học nó đứt bỏ dẹp cái vụ giáo lý này đi. Một tiến sĩ mà đâu có thể học lại nói chuyện lớp 5 được, là nói chuyện tiểu học được, phải không? Vì thế mà ổng bỏ cái từ lớp này thì đúng chứ không phải không? Giờ ta sống với cái đẳng cấp tiến sĩ, còn cái phần dưới dẹp hết đi. Cái mà giáo lý thì nó cơ bản của tiểu học thôi, cơ bản của người tu theo đạo Phật thôi. Còn bây giờ ổng lên cao thôi, dẹp cái này đi, nghe không? Bây giờ ổng nói chuyện là ổng muốn nhập Phật Quốc dễ ợt á, phải không? 5 phút sau ổng nhập được á.
Vậy mà đâu cần giáo lý chi, giáo lý là những cái cơ bản cho người mới vô thôi. Còn học cao, tiến sĩ thôi dẹp đi. Giống như con mới vô, học tiểu học con mừng quá, có cái bằng đi khoe tùm lum, bây giờ con lên sao? Tiến sĩ cái bằng con có khoe không? Cái bằng tiểu học con có khoe không? Dẹp luôn. Tiểu học, trung học, đại học dẹp luôn. Cử nhân cũng dẹp luôn. Thạc sĩ dẹp luôn. Xài bằng tiến sĩ rồi. Ông Thứ Nhật Từ cũng nhiều bằng tiến sĩ lắm mà. Đâu cần phải cái gì dưới gì. Thành ra cái quyển giáo lý không cần. Đối với ông Nhật Từ không cần cái quyển giáo lý này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, cỡ tiến sĩ như Thích Nhật Từ cũng chỉ là hạng thầy mù rờ voi. Vậy cả giáo hội Phật giáo Việt Nam nay biết đã có giáo lý của Đạo Phật dạy về giác ngộ và giải thoát, sao họ lại không trân quý, không chịu tìm hiểu đến nơi đến chốn vậy thưa bác? Giáo hội nó cũng đang nghiên cứu chứ là sao ấy. Vì thế chứng minh là trong cái tin giáo hội nó đăng những cái bài mà của chùa Thiền Tông Tân Diệu đăng rất nhiều. Nhưng mà đăng để chi? Để mà nghiên cứu sơ thôi. Chứ khi nào mà hiểu được rồi thì chắc chắn là người ta sẽ cho những cái bài viết của chùa Tân Diệu ra. Thì dễ lắm. Nhưng mà mong rằng con người ta càng văn minh thì người ta mới hiểu được cái Thiền Tông. Mà bây giờ thì đa số các thầy thì người ta xài điện thoại di động hết rồi, chứ không ai xài điện thoại quay quay bóp bóp nữa đâu, không có không đâu ha. Thì là thời gian tới đây thì cái Thiền Tông này rất thuận lợi. Hơn nữa là cái bài mà nhân dân làm chủ quốc gia yêu cầu đừng cấm giáo lý, cái bài này rất tác động. Hiện giờ nhà nước cũng đang nghiên cứu cái này để cho nó hòa nhập vào cái thế giới văn minh bây giờ. Nó không được lo cái chuyện này, bởi vì cái gì này, cái gì mà nó trải qua trung chuyên thì cái đó mới thành công, mới có tiếng được. Chứ nếu mà nó trâu chảy bình thường không có tiếng được, đơn giản thôi. Vì thế mà tất cả những chiến công của những quân nhân đánh, anh phải trải qua những cái gian khổ thì cái chiến công anh mới lẫy lừng. Còn nếu mà anh đi giống như chuyện mà đi đường bộ, có gì đâu lẫy lừng, phải không? Đó, thì mình cũng hiểu nguyên tắc này. Vì thế mà giáo lý mà nó có gian khổ thì đây là cái phải thôi, bắt buộc phải cái này thôi. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, kính thưa bác, có người nói nếu hỗn với chư Tăng là tạo nghiệp ác. Vậy còn bọn thầy chùa giả mạo bị nhân dân vạch mặt thì bọn họ tạo nghiệp gì ạ thưa bác? Thì nguyên tắc á, nguyên tắc mà các vị tu á, thì cứ cơ bản như thế này nè, tu đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Mà anh không hiểu cái này thì anh đi tạo nghiệp. Trong cái nghiệp này nó có hai cái nghiệp của người tu á. Cái nghiệp người tu mà tu đúng thì anh đi hưởng phước ở đâu á, hoặc là anh thành thánh này thánh kia đó. Còn nếu mà anh tu mà lợi dụng đạo mà để lấy tiền người ta đi làm qua báo, rồi cái nghiệp làm qua báo. Thứ hai, lừa gạt người ta nên về mà linh thiêng quyền bí thì đi xuống địa ngục. Bởi vì bước vô tu thì nó có ba con đường đi. Một, anh tu muốn thành thánh, nó thành thánh liền thì anh hưởng quả thánh. Còn nếu mà anh tu mà lừa người ta thì qua báo hoặc địa ngục. Nó có hai, ba con đường đi. Để bước vào tu thì phải đi vào nhân quả. Nhân quả hưởng hoặc nhân quả bị trừng phạt. Đó, phải hiểu nguyên tắc này thì mới hiểu được cái đạo Phật. Đạo Phật là đạo khoa học và nhân quả. Nên nhớ là con nhớ nha, đạo Phật là đạo khoa học và nhân quả. Sống theo quy luật nhân quả, vật lý. Chứ đạo Phật không phải mơ hồ. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, kính thưa bác. Chính quyền tham gia quản lý thầy chùa nên dựa vào đâu để mà đảm bảo cho nhân dân vừa được tự do về tôn giáo tín ngưỡng, vừa đảm bảo không cho bọn giả tu trục lợi lừa đảo nhân dân ạ? Bởi vì nói đúng ra là chính quyền nào cũng, ta cũng hiểu 10 phần của một tôn giáo, đạo giáo đó. Vì thế mà thường thường các vị mà đến chùa đó, ta hỏi, anh có giáo lý không? Giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo điều, giáo luật, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, có không? Có, thì người ta mới cho hoạt động. Nhưng mà có nhiều khi á, ta sơ hở chỗ này nè, nó chỉ đưa cái mát thôi, cái ruột nó không có. Thấy không?
hoặc là nó có nó giết, nhưng mà mấy anh, mấy quản lý tôn giáo không có để ý tới này. Nhưng mà bây giờ thì cũng nhờ cái nhóm dân dân làm chủ nói ra cái chuyện này, nhà nước đang soạn thảo lại, soạn thảo để kiểm soát tôn giáo, đạo giáo và tín ngưỡng lại. Như thế mà mấy bữa nay bác cứ nghe tin tức trên đài 7 giờ tối thường thường nói cái chuyện này, thì cũng rất mừng là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sắp ban hành một cái luật về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chuẩn mực nhất từ khi lập quốc đến nay. Nói cho con biết, cũng nên mừng cái chỗ này. Dạ, con hỏi tiếp đi. Dạ, kính thưa bác, năm 2019, có một vị tiến sĩ nói rằng vào đạo Phật đi tu như là một cái nghề. Cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu vị này phải đến quỳ sám hối, có sự chứng kiến của báo đài. Nay, ông Thích Nhật Từ tuyên bố cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam toàn là nói xạo, nói bậy, không đủ tiêu chuẩn làm tu sĩ luôn. Vậy thì tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại quá sợ Thích Nhật Từ mà không dám lôi cổ ông này ra để mà bắt ổng sám hối vậy thưa bác? Nó sẽ tới, nếu mà có chứng cứ đàng hoàng sẽ tới, thấy không? Bởi vì muốn mà xử lý một vị tiến sĩ Phật học không phải đơn giản đâu. Một người bình thường thì được nha, kêu một vị tu sĩ bình thường, đồ con ông này, vì ông Nhật Từ này ông có nhiều cái chức vụ quan trọng lắm. Muốn xử lý ông thì phải có kêu bằng, có phải có chứng có cớ tâm phục khẩu phục thì mới xử lý được. Thì cái phần này giáo hội cũng không bỏ qua đâu. À, thì giáo hội sẽ có cái cách làm việc riêng của người ta. Chứ không phải một người bình thường thì thực thi pháp luật rất nhanh, còn một người mà có chức sắc phải điều tra cho kỹ. Không? Để coi, khi mà bắt rồi thì không có bị phản kèo á, không có bị phản ứng lại. Chứ không phải có đâu. Trên trời này cái gì nó cũng có cái nhân quả của nó. Nó đến chậm hoặc nó đến nhanh mà thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa bác, về việc quản lý tu sĩ thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải làm gì để khắc phục tình trạng tồn tại loại thầy chùa giả mạo và vô tích sự giống như ông Thích Nhật Từ này ạ? Quản lý tu sĩ thì nó đúng là có công thức trong hiến chương, nó có ghi những cái đoạn thế này nè. Tu cái gì thì phải có, tu pháp môn nào phải có rõ ràng. Thì ta kiểm soát các vị tu hành thì bằng gì? Giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, giáo điều, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, phẩm cấp và đạo phục. Đó ta tiêu chuẩn này nè. Tất cả những người mà tu theo đàng hoàng thì bắt buộc anh phải có cái bản cam kết rằng tu không sai quyển. Cái quyển và cái pháp môn mà mình đăng ký. Thì cái này thì dần dần nhà nước và giáo hội cũng sẽ đi vào cái luật này. À, thì bây giờ nói đúng ra cái phần này thì cũng nhờ dần dần nói lên rất nhiều, thành giáo hội cũng để ý thế này. Thì phải ta rà soát lại. Mà hơn nữa hôm nay thấy tiến sĩ Thích Nhật Từ dường như ông thổ lộ là ông muốn nghỉ á. Bởi vì ông sai nhiều quá, thấy không? Bởi vì người nghĩ là gì? Nghĩ là nhân dân phản ứng nhiều quá. Nếu không khéo thì bị vị thần nói là thầy lừa đảo đó cho xuống địa ngục. Thầy điệu tu được thì tu, nếu không thì ở nhà lo làm ăn, lo cho gia đình, lo cho tổ quốc. Thầy đừng lợi dụng để lừa đảo lấy tiền của những người mê muội xuống tầng địa ngục thứ 18 đó. Và nhân dân phản ứng là nói có sách máy có chứng, chứ không phải nói nhân dân nói nó mù, không phải nói vô căn cứ. Vì thế mà cái chuyện của tiến sĩ Phật học Thích Thế Tự thì tương thời gian tới sẽ đảng, nhà nước và giáo hội sẽ xử lý đúng theo luật. Đợi cái luật pháp quyền xã hội chủ nghĩa ra đi. Triệt để phải thực thi toàn diện trên đất nước Việt Nam này. Yên chí đi, đừng có lo. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa bác, chúng con từng nghe ông Thích Nhật Từ này chê bác là trình độ Phật học không bằng lá me, nhỏ hơn lá mít. Nhưng mà khi mà bác kêu 64 ông tiến sĩ Phật học ra để mà đối chất với bác thì chẳng một ai trong số họ trường mặt ra hết. Mà trong khi dân tụi con thì rất là khao khát mong muốn có cái cuộc đối chất này mà chờ hoài không thấy. Vậy thì bác cho con hỏi là sao mà họ nhát quá vậy?
Bác hiền khô mà có gì đâu mà sao họ nhát chứ mà không dám ra gặp bác. Hay là tại vì họ biết rằng là họ không được học giáo lý, họ không có một nền tảng cơ sở về Phật học, cho nên là họ sợ bị quê với lại dân, cho nên họ không dám ra hả bác? Không phải là sợ quê, nhưng mà nên nhớ rằng người ta là tiến sĩ, muốn đối chất nói chuyện ai thì cái ông đó ít ra cũng bằng tiến sĩ hoặc là đại học. Bác học đại có 24 chữ hả? Thì người ta chê, người ta không cần cái thôi. Bác là không có đại học mà bác học đại, học được 24 chữ cái. Rồi ráp dành là nói vậy thôi. Chứ sự thật không phải sợ bác đâu, bác có gì đâu. Viết báo, viết còn trật lắc, viết sách, viết còn trật lắc. Giúp mình nhớ, giúp mình viết lên trời, giúp lên xuống đất. Không đúng đâu hết đấy. Thành ra nhà xuất bản, ủa, hồi chưa giờ tôi chưa thấy cái này mà tại sao không viết cái này? Ông kiếm ở đâu hả? Đó, nhà xuất bản còn nói bác vậy đó. Tưởng hồi xưa giờ tôi thấy tam giới ở đâu mà giờ ông đưa tam giới vô, ông lộn ở đâu hả? Tôi nằm dậy mà ông thấy, có vậy thôi. Thì thôi rước cũng phải cho, phải không? Tôi nói là tôi nằm dậy bao, tôi thấy gì tôi làm lấy. Mà giờ ông hỏi tôi, hỏi tam giới tôi giải thích cho nghe. Tôi nằm dậy bao mà tôi đi đến tới luôn. Thì mấy ông kia nói, thôi nếu đi đến nơi thì nó cho xuất bản. Chứ đầu tiên nó bởi bỏ tam giới đi. Tam giới nằm ở chỗ nào? Tôi nói, đó dễ ở. Muốn đi không? Bữa nào đi với tôi. Tôi dẫn đi, nó không chịu đi. Nó thôi tôi cho lại đi. Thấy không? Bởi vì nó đúng ra cái trình độ của bác thì không có nhiều. Bác cái chữ mà tưởng tượng ra gì, bác viết cái nấy. Có vậy thôi. Nhưng mà tưởng tượng có căn cơ đàng hoàng, chứ không phải tưởng tượng nói tầm bậy. Mà tưởng tượng mà khoa học nó phải chịu luôn á. Tưởng tượng bây giờ khoa học nó theo cái thiền tông nhiều lắm á. Thì thôi mình cũng không ấy đâu. Còn ở chuyện mà ta nói, ô cái ông này chắc ông khùng khùng rồi. Ông này tám mấy tuổi, ông điên điên. Tao đâu chắc chứ ông làm gì. Người ta chê bác chứ không phải người ta sợ đâu. Con đừng có nói vậy. Ô cái ông già đã lẩm cấm đó. Tiếng Pháp gọi là bà Tri, ông già nhà quê, ông già bà Tri. Và nhà quê, không biết mẹ vậy. Đụng đầu nói đó. Thấy không? Thì khi bác là ông già nhà quê, không biết. Còn có đi học tiếng Pháp biết không? Bà Tri. Ông già bà Tri là ông già nhà quê, không biết gì hết. Ta không nói chuyện với bác thôi, chứ làm sao người ta sợ. Bác không có được có 24 chữ, 24 chữ cái đây. Tính kiếm cái chữ 25 mà không có. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi tiếp. Là thưa bác, là ông Thích Nhật Từ, ông tự khen các bài giảng trong các kênh YouTube của ông á là rất chuẩn mực. Còn trên các kênh khác như là kênh hoàngpháp.com hay là trang tu viện cánh an.com chỉ là khá chuẩn mực thôi. Vậy thì có phải là ông Thích Nhật Từ này ông đang tự đề cao ông hơn người khác không ạ? Bây giờ đó, con suy nghĩ có ai hơn ông Thích Nhật Từ không? Ai khám phá được cái sai của ổng không? Hoàn toàn không ai sai. Thì ổng là số 1. Trừ trường hợp có một người khám phá ra, nhưng mà người đó người ta tu, người ta không nói. Không? Nên nhớ một điều. Bây giờ, ví dụ con mà con đi đến một cái vùng quê nào, con muốn nói gì nói, nhà quê người ta đâu có biết. Còn ông Nhật Từ, ổng cũng nói với mấy người kia, không ai biết. Thì muốn nói gì, ổng nói kệ ổng. Mà giờ có biết đâu mà đâu chắc. Nhưng mà ông Nhật Từ ổng cũng sợ cái chỗ này thật, chỉ sợ cái nhân dân làm chủ á. Trong cái nhân dân làm chủ có nhiều người giỏi lắm. Hỏi ổng cũng cứng họng luôn á. Mà giờ ổng nghe tới nhân dân làm chủ ổng hết hồn. Thì ổng sẽ thua cái nhân dân làm chủ thôi, chứ còn ngoài ra không ai thua, mấy ông tiến sĩ không mà thua nhá. Mà chỉ ổng sợ nhân dân làm chủ thôi. Chú nghe nói nhân dân làm chủ không biết, thấy trên mạng nó phát mà không biết ở đó ở đâu. Đó, chỉ biết vậy thôi. Nhưng tại vì ổng nói nhưng mà không ai cãi lại thôi. Còn thí dụ chẳng như ổng nói Khánh An hay là Hoàng Pháp gì đó, thua ổng thì đúng rồi. Nếu mà hơn ổng thì nó cãi lại liền. Nó thua thì phải chịu thôi. Vì mấy ông kia trình độ không bằng ông này thì phải chịu thua thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Thích Nhật Từ đã tự nhận mình và cả giáo hội là tu mù, không đủ tiêu chuẩn làm thầy, giảng không đúng chánh đạo. Đây là sự thú nhận để nhà nước và giáo hội Phật giáo Việt Nam mạnh dạn chuẩn hóa lại đạo Phật.
Vậy nhà nước có nên khen thưởng cho Thích Nhật Từ vì đã dám vạch mặt những kẻ giả tu lừa đảo trong giáo hội không thưa bác? Nguyên tắc á, có tội thì trừng, có công thì thưởng. Không, Thích Nhật Từ cái nào mà có công thì nhà nước nên thưởng không? Còn cái nhà nước nó lúc nào nào làm bậy thì phải phạt ổng, có vậy thôi. Rồi đây, luật pháp quyền xã hội chủ nghĩa sẽ áp dụng triệt để trên đất nước Việt Nam này thời gian ngắn nữa thôi. Thì đừng có lo chuyện đó. Giờ tụi con cố gắng lo đi, lo mà củng cố lại cái những câu hỏi nào rất hay để mai mốt mà đưa ra. Khi nhà nước pháp quyền xã hội mà công bố ra rồi, thì tụi con sẽ tham gia vào cái này rất thuận tiện. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Thích Nhật Từ là tuy có công vạch mặt cả giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà đồng thời ông ta cũng tự nhận mình là kẻ tu mù, là thầy tu giả mạo luôn. Lời thú tội này đã đủ để chính quyền xử lý Thích Nhật Từ vì đã giả mạo nhà sư để lừa đảo chưa ạ? Dạ chưa. Nhưng mà là vì cái luật nó chưa có hoàn chỉnh này. Trong cái luật không có nói cái vụ này. Mà cái luật chỉ có nói là nhà giả mạo là người khất thực thôi. Chứ chưa có nói cái giả mạo ông thầy chùa tu ở trong chùa. Nếu mà có luật ông thầy giả mạo tu trong chùa thì sẽ bị áp dụng. Vì ông thực từ nên ở trong cái giả mạo trong cái chùa. Mà bây giờ luật thì nó chỉ giả mạo ở ngoài đường. À, vì thế mà chưa phạt được ông được. Nhưng mà tương lai tới thì nó sẽ áp dụng cái này. Nó tương lai tới, hiện giờ các luật sư tham gia về cái luật nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa này, nó sẽ cái luật thì nó phải do luật sư nó làm, thấy không? Trong nhà nước cũng có một số luật sư nhưng mà không có đủ ấy, thì phải nhà nước quy động tất cả các luật sư nào giỏi ở Việt Nam tham gia vào cái bộ luật này. Đó, đây là cũng đáng mừng cho nhà nước để hoàn thiện cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tương lai gần. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Thích Nhật Từ đã tuyên bố là đạo Phật chưa có giáo lý, tuyên bố là tu sĩ đạo Phật chưa có đủ tiêu chuẩn để mà làm thầy, cũng như tuyên bố rằng là họ không biết dạy cái gì để cho đúng với chánh đạo. Trong khi đó, giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam đã được nhân dân biết rằng đã ra đời rồi. Thì bác cho con hỏi rằng là khi mà giáo lý này được phổ biến thì có thể xóa tận gốc mọi khuyết điểm mà hiện nay giáo hội Phật giáo Việt Nam đang vấp phải hay không ạ? Chắc chắn rồi. Nếu mà giáo lý của vị Phật được công bố ra thì tất những sai lầm từ trước đến nay bị chỉnh chuẩn hóa lại, không xóa sạch mà là chuẩn lại. Không có xóa mà như là chuẩn. Giống như cái chùa con cất ra hồi giờ con thờ nó sai thì giờ con phải thờ lại chứ không phải đập cái chùa. Cái cổng chùa con không có ghi rõ ràng, bây giờ con ghi lại thôi, gọi là sửa lại thôi, chứ không có dẹp bỏ đâu, phải không? Đó, kêu bằng kêu, xóa xây chuyển, chứ không phải là xóa đập bỏ, phải xóa xây và chuyển lại thành cái tốt thôi. Rồi tương lai là đạo Phật nó sẽ là cái đạo chuẩn mực nhất, vì đã được một cuộc cách mạng về tôn giáo. Từ đây sẽ tới, bởi là vì cái phần này nó cũng làm mà thuộc cái giờ nhân dân góp ý, từ trước này nhân dân góp ý rất nhiều, vì thế mà nhà nước phải nghe mà góp ý là đấng thuận lý chứ không phải là góp ý tầm bậy, thấy không? Vì thế mà nhà nước đang tập họp lại để làm cái luật này, thì cũng mong rằng trong tương lai thì giáo hội Phật giáo sẽ là cái đạo chuẩn mực nhất nếu đã sửa chữa lại. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được lập ra trên cơ sở không có giáo lý của đạo Phật, tức đây là một hiến chương chưa có được phù hợp và đúng đắn, phải không bác? Đúng rồi, vì thế mà cái hiến chương này đã sửa đi sửa lại nhiều lần rồi, thấy không? Mới vừa rồi thì 2017 đã hiến chương nó ra hồi 1981 mà nó tới 2017 cũng phải sửa lại, là vì nó thiếu cái cơ bản của giáo lý. Vì thế mà cái tuy là cái giáo lý chưa ra nhưng mà cái ruột của giáo lý nó đã phổ biến trên mạng rồi. Người nào người ta giỏi thì ta nhìn thấy cái này, người ta sẽ chuẩn hóa là cái đạo Phật rồi. Nhưng mà rồi đây sau đây nè, nếu mà giáo lý
đạo Phật khoa học mà được xuất bản ra thì người ta sẽ dễ dàng chuẩn hơn. Đó. Mà hơn nữa là cái mà muốn chuẩn cái này thì do nhân dân làm chủ, góp ý rất nhiều trong cái vụ này. Thấy không? Bởi vì vừa rồi mà có cái bài mà gọi là nhân dân làm chủ là sáu pháp môn tu của đạo Phật. Rõ ràng tu cái gì, treo bản gì mà thành quả như thế nào đã nói. Đây là cả thế giới nó quan nghênh luôn, chứ không phải là cái nước Việt Nam mình quan nghênh không đâu. Chưa có cái đạo nào mà nó có cái tiêu chuẩn cao như cái đạo Phật mà từ xưa giờ là không biết. Bây giờ nhờ nhân dân sưu tầm ở đâu á, mới moi ra, đưa lên mạng rồi người ta rất quan nghênh cái này, kể nhà nước cũng rất quan nghênh cái này. Đó, vì thế mà cũng mong rằng giáo lý nó ra thì nhà nước còn dễ, giáo hội nhà nước nó dễ làm việc hơn, nó có cái cơ bản để nó hoàn chỉnh lại cái hiến chương. Thấy không? Chứ sự thật cái hiến chương thì không có dài đâu. Hiến chương thì chỉ vừa đầu nhân dân làm chủ của nó là hiến chương chỉ cần 20 chương thôi, không cần dài. 20 chương thì cần khoảng 20 trang giấy thôi chứ đâu có gì dài đâu. Đó, rồi tao còn hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa bác, hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam lập ra một cách thiếu cơ sở như vậy, vậy thì trên thực tế là hiến chương lập ra là để phục vụ cho ai vậy bác? Hiến chương là để là củng cố lại cái đạo Phật thôi, chứ không phải là hiến chương nói về bên ngoài đâu. Hiến chương là cái hiến định, những cái chương cú hiến định của cái đạo Phật, gọi là hiến chương Phật giáo. Đúng không? Ai người tu hoặc là chùa tu sai với cái hiến chương phải chuẩn lại, còn không chuẩn thì phải bị đào thải. Như vừa rồi cũng nói thế này nè, ví dụ cái chùa đó thì anh đăng ký mấy trăm người cũng được, vì cái chùa là bao hàm rộng trùm khắp mà. Còn cái thất thì có 10 người trở lại thôi, còn cái am 5 người, cái cốc 1 người. Đó, vì thế mà nếu mày hiến chương thì nó phải ghi rõ cái chuyện này nè. Đây nó đây là nó thuộc về một chương của hiến chương. Là cái gì? Hiến chương áp dụng tu sĩ, áp dụng cho chùa và áp dụng các pháp môn. Và nó áp dụng cho các tôn giáo đạo bạn. Nó không có dài đâu. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa bác, trong đạo Phật thì giáo lý quan trọng hơn hay là hiến chương quan trọng hơn ạ? Nếu mà nói về giáo lý là nói về tổ chức và tu hành. Là cái giáo lý á, nó quan trọng về cái tổ chức và tu hành. Còn cái hiến chương là nó làm chuẩn mực cho cái chùa và những ông thầy tu. Gọi là cột chân cái chùa và ông thầy tu là cái hiến chương. Còn cái giáo lý là nó tổ chức và tu hành của mấy thầy tu, hai cái này nó khác nhau. Cái hiến chương nó có cái tư cách là nó khống chế từ người của trong giáo hội và người bên ngoài xâm phạm vào giáo hội. Nó phải hiểu hai cái phần này quan trọng nhau. Có nghĩa là hiến chương thì nó áp dụng cho người nội bộ và nó áp dụng cho người ngoài, không có xen vô. Còn cái giáo lý là nó áp dụng về cái tổ chức con tu theo đạo Phật, mà con không tổ chức thì hiểu sai. Mà con tu theo đạo Phật mà con không hiểu cái luật đạo như thế nào, công thức tu như thế nào, con hiểu là tu sai là vậy. Về cái giáo lý và hiến chương nó khác. Giáo lý có tính cách là nói về cái phạm vi tu hành và tổ chức. Còn hiến chương là nó bảo vệ người tu hành. Nó khác, hai phần này nó khác nhau chỗ đó đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa bác, Phật giáo có cần hiến chương hay không? Muốn hiến chương này hoàn thiện và hoàn chỉnh thì giáo hội Phật giáo cần phải làm như thế nào ạ? Nói đúng ra đó, nếu mà đạo về thuần thí tu thì không cần hiến chương. Còn đạo mà muốn bảo vệ cái đạo thì phải có cái hiến chương. Hiến chương giống như cái hiến pháp của một quốc gia vậy. Còn cái hiến chương của đạo là do một cái hiến pháp của cái đạo vậy. Bắt buộc phải có, nhưng mà với điều kiện là viết ra thì phải cho thuận lòng người tu và thuận lòng người là bên ngoài, chứ đừng có ép người bên ngoài. Vì thế mà nếu mà cái nào mà có tính cách ép ràng buộc thì nó không tồn tại lâu được.
thì cái nào thì tùy theo. Nếu tu rồng giác ngộ giải thoát không cần hiến chương, tu để làm thầy cần có hiến chương, đó là tùy theo. Ví dụ con tu muốn giải thoát thì tôi không có cái gì hết, tôi học công thức tôi về. Còn tu để làm thầy thì con phải học đủ thứ à. Người ta hỏi con trả lời, tôi làm thầy mà, tôi tu để làm thầy. Bởi vì cái thế giới đạo nó có gì? Tu làm thầy, tu làm thánh và tu giải thoát. Còn tu làm thánh là tu khác, tu giải thoát tu khác, tu làm thầy tu giải khác. Tu làm giàu tu giải khác, nó có nhiều cái đường. Thì vậy cái đạo nó nhiều, đạo là gì? Đạo là đường đi đâu? Lúc đạo luân hồi, 6 đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới, rồi có con đường số 8 nữa. Vô hầm lửa. Đó, vì muốn đi đâu thì đi. Bát chánh đạo mà, 8 con đường đi, muốn đi đâu đi. Đó, phải hiểu cái đạo nó là vậy. Rồi, câu hỏi tiếp hiện. Dạ thưa bác, trong cái video mà tiêu chí làm tu sĩ của ông Thích Nhật Từ á, có một đoạn ông ấy nói rằng là ở miền Bắc từ năm 1942 đến năm 1981 là giai đoạn dãy chết của Phật giáo. Chùa chiền bị mất do chiến tranh, bị mất do cách mạng văn hóa, bị biến thành hợp tác xã. Dạ thưa bác, ông này, ông nói như vậy thì con muốn biết là ai đã giết đạo Phật mà đạo Phật lại bị dãy chết trong giai đoạn từ 1942 đến 1981 theo như lời ông Thích Nhật Từ đã nói à? Bây giờ con suy nghĩ miền Bắc á, là chiến tranh hồi đó, chiến tranh người Mỹ hủy diệt mà. Từ nhà còn không còn cái nhà, huống chi làm cái chùa hoặc là cái nhà thờ không có đâu. Là vì cái thời chiến tranh thì người ta không có để ý tới cái vụ tu hành đâu. Tu hành là khi nào mà rảnh rỗi người ta mới tu. Còn bây giờ cái lo bảo vệ gia đình, bảo vệ tổ quốc này. Tu là cái gì? Tu là cái tưởng tượng thôi. Thấy không? Thành ra ở ngoài Bắc là vậy. Thì bởi vì Bắc mới nhớ là khi giải phóng ra 1-2 năm thì 75, 76, 77 thì Bắc ra Bắc rồi. Bắc đi hết rồi. Bắc hiểu, Bắc nghiên cứu cái này Bắc hiểu rồi. Bây giờ chiến tranh mà ngồi nó tu làm cái gì? Gõ mỏ hả? Nổ bom, nổ rầm 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 nó mà ngõ gì nữa thì bắt buộc là cái tôn giáo nó, đạo nó không còn là vậy. Mà hơn nữa là dân khi chiến tranh thì nhân dân nó đói khổ mà còn thì giờ đâu đi tu, lo làm ăn là không kịp mới ở đâu ra tu. Còn ở chuyện mà ông Thích Nhật Từ nói đạo giải chết, ông không hiểu, giải không có, đạo không có nào giải chết, mình giải chết chứ không có đạo giải chết. Những cái người tu bây giờ hỏi con chứ vô chùa đi, rồi gõ mỏ tụng kinh bây giờ không ai tới cúng rồi sao con gõ nữa? Tại con phải chạy ra ngoài con làm ăn. Thấy không? Con ra làm ăn gần chết chứ không phải giải chết. Tôi ra ngoài làm ăn gần chết mới có tiền. Còn ở trong chùa tôi ngồi gần không thì cũng có tiền. Và ông nói giải chết là sai, ông sử dụng cái chữ giải chết là sai, không có giải gì trò trơn á. Thế giới hòa bình nó khác, sống như thế giới hòa bình nó khác, sống như thế giới chiến tranh nó khác. Nó phải hiểu vậy thôi. Khi nào rảnh rỗi thì con mới làm cái chuyện mà cũng có ca ngâm này được chứ. Chứ mà trong lúc mà đói ăn đói khổ rồi mà còn ở đó ngồi ca ngâm, ngồi tu là sao được ha. Vì ông sử dụng là cái giải chết không đúng. Thế giới cái miền Bắc là đang lúc mà chiến tranh mà này. Miền Nam thì tương đối nó đỡ hơn thôi chứ làm sao mà ấy. Miền Nam ở nhà quê cũng không có chùa được rồi, chứ không phải được đâu. Chỉ có những cái thành phố lớn nó còn thôi, mấy chùa nhỏ nhỏ nhà quê cũng tiêu hết rồi. Thấy không? Đó, mình phải hiểu vậy thôi chứ không có giải chết gì đó. Còn thí dụ con có rảnh đó, con hỏi ổng chứ giờ giải chết giải cái kiểu gì cũng giải thích tôi nghe coi. À, là gì? Khi mà chiến tranh rồi thì cái nhà thờ và cái chùa người ta không còn ấy nữa, người ta được như người ta phải chứa lấy cái chùa nhà thờ, người ta chứa lương thực thôi, chứa gạo chứa này chứa nhà để bỏ qua sao? Mà lúc đó là cái Việt Nam mình nó còn nghèo thì được phương tiện cái gì ta làm cái đấy. Rồi khi nào chiến tranh, khi nào nước hòa bình lại thì nhà nước cho tự do, mình muốn tu thì sửa chùa để tu, sửa nhà thờ để tu, cái này đâu. Thấy không? Nhưng mà trong lúc chiến tranh
cái câu dân dân Việt Nam là giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh chứ không phải ở đó ngồi đó tu. Bây giờ chiến tranh vậy mà ngồi tu cái gì, nó vô nó cắt cổ mình luôn á. Tu là chuyện cho nó vui thôi chứ tôi được cái gì. Tu là cái gì? Tu là sửa, sửa cái gì? Sửa cái tánh tham của mình đó. Thấy không? Rồi bây giờ mình chiến tranh thì mình lo mình sửa cái tánh mình, lo chống giặc ngoại xâm mà nè. Không có tu gì tụi cái gì. Vì thế Bác Hồ đó đã chiến tranh rồi đừng có dựa vào thần thánh, mình lo sức mạnh của mình à. Mới đánh được ngoại xâm chứ ngồi nó thần thánh không có đánh mình đâu, không đánh giúp mình đâu. Nó mình ta tại ta không hiểu rồi ông nói vậy thôi. Thấy không? Còn ông nói câu mà giải chết là cái câu này ông nói hơi quá là hào hoa quá đáng. Làm gì có chuyện giải chết. Cái thời gian chiến tranh là phải dừng lại thôi chứ không có giải chết gì nữa. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác. Tất cả những câu hỏi của con bác đã trả lời cho con rất rõ ràng, thuận lý. Con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Rồi cảm ơn coi hỏi những câu hỏi rất hay. Quan hình con. Rồi mai mốt có gì thì đặt câu hỏi thêm ha. Rồi cảm ơn con. Dạ thưa bác Nguyễn Nhân, con tên là Trương Thị Ngọc Sương, hiện đang sinh sống tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con có 12 câu hỏi, nhờ bác giải đáp giúp con ạ. Rồi con hỏi đi, bác sẽ giải đáp cho. Dạ thưa bác, cho con hỏi câu thứ nhất ạ. Dạ thưa bác, cho con hỏi, nếu bài 24 giáo lý được phép xuất bản thì mang lợi ích gì cho quốc gia Việt Nam và thế giới ạ, thưa bác? Nếu mà bài 24 của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông mà được xuất bản ra, mà các nước trên thế giới ủng hộ và thực hiện theo chương trình của Đức Phật thì nó có hai cái lợi. Đạo được chuẩn hóa lại toàn bộ, không đạo nào mê tín. Còn đời thì sống một cách an vui, không chiến tranh, không tranh giành quyền lực với nhau trên trái đất này. Thì trái đất này nó sẽ được tồn tại đúng theo chu kỳ của nó là thành trụ huệ diệt 10.000 năm. Khi Đức Phật trở về Phật giới thì trái đất này còn 3.000 năm nữa. Hiện giờ Đức Phật đã về Phật giới 2.564 năm rồi. Nếu bài 24 được thực hiện thì mình sẽ sống đúng theo còn 400 năm nữa, còn bằng không. Không quá 100 năm nữa thì trái đất này bị hủy diệt. Rồi con hỏi câu thứ hai đi. Dạ con cảm ơn bác. Dạ con xin hỏi câu thứ hai ạ. Dạ thưa bác, hiện nay Việt Nam bị Trung Quốc tranh giành Hoàng Sa, Trường Sa, có nguy cơ xảy ra chiến tranh thì bài 24 giáo lý giúp được cuộc xung đột này không ạ? Nếu mà cái bài 24 ra này thì đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Liên Hiệp Quốc sẽ lấy lại được, lấy bằng một cách theo luật pháp chứ không phải là lấy theo kiểu tranh giành. Nếu cái bài 24 này mà Liên Hợp Quốc nó thực hiện đúng, không những là nó giúp cho cái Hoàng Sa, Trường Sa trở về chủ của nó là Việt Nam, mà còn các nước, các cái đảo mà nước này chiếm với nước kia sẽ được trả lại theo luật công bằng của thế giới này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ con hỏi câu thứ ba ạ. Dạ thưa bác, ông thầy Thích Nhật Từ nói tất cả các đạo đều có giáo lý, riêng đạo Phật là không có giáo lý. Thì theo bác, sao đạo Phật hiện nay chưa có giáo lý ạ? Nói đúng ra đạo Phật có chứ không phải là không. Nhưng mà vì đạo Phật không đem ra sử dụng thôi. Chứ đạo nào không có. Khởi thủy tất cả đạo lập ra, muốn lập ra thì phải có giáo lý, nhà nước mới cho lưu hành. Nhưng mà tại vì thời gian lâu quá quên, ông Thích Nhật Từ nói vậy thôi chứ sự thật đạo Phật có giáo lý. Giờ hiện vì đạo Phật có 6 pháp môn tu, 5 pháp môn thì đang lưu hành, còn pháp môn thứ 6 chưa lưu hành được, nó vẫn có cái giáo lý, nó căn bản là vừa rồi. Nhóm Nhân dân làm chủ quốc gia đề nghị cho xuất bản quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Phật lý Thiền Tông Việt Nam. Đây là cái quyển giáo lý của pháp môn thứ 6 đó. Nói tóm ra thì đạo nào cũng có giáo lý, chứ không đạo nào là không có giáo lý. Nếu không có giáo lý thì nhà nước không cho lưu hành đâu. Giờ con suy nghĩ, các xí nghiệp hay là các công ty
Nếu mà không có cái chương trình hoạt động thì làm sao mà nhà nước cho hoạt động được? Đạo và đời nó giống nhau. Đạo lưu hành thì có giáo lý, đời thì nó lưu hành, nó có những cái chương trình của người ta hoạt động theo cái luật sự sản xuất. Thấy không? Nào cũng có. Nhưng mà có nhiều khi tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ đó, sợ ông sơ sót chút xíu nào đó, chứ đạo nào cũng có. Trong tàng kinh các, đạo Phật là rất nhiều nhất, từ kinh sách này kia đó, giáo lý rất nhiều. Nếu không có giáo lý, tại sao mà có một thời, có thời là Thích Từ Thông, Huệ Thông, ông nói giáo lý đạo thế này, dạy thế này, dạy thế kia. Ông xác nhận có giáo lý, thì mới nói dạy này, dạy kia, chứ bây giờ tu mà không có giáo lý thì tu cái gì? Ha. Cái này tại Thượng Tọa Thích Từ sơ sót nói vậy thôi, chứ sự thật đạo Phật nó có giáo lý hết. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu thứ 4 ạ. Dạ thưa bác, trước nay con từng nghe danh từ thiền sư. Vậy cho con hỏi, làm sao phân biệt đâu mới là thiền sư thật và đâu là thiền sư giả ạ? Thiền sư này nó có hai cái dạng thiền sư. Một cái ông thầy ngồi thiền được lâu gọi là thiền sư. Trong đạo Phật á, nó có 6 pháp môn tu. Ví dụ người ta thông suốt về pháp môn tiểu thừa gọi là thiền sư pháp môn tiểu thừa. Trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú. Là một ông thầy chuyên môn về cái ngành này gọi là thiền sư. Riêng cái đạo Phật khoa học vật lý thiền tâm á, nó có thêm chữ thiền tông sư, nó khác vậy chút xíu vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu thứ 5 ạ. Dạ thưa bác, giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa từng xuất hiện giáo lý, nay bác muốn ra giáo lý, đáng lẽ giáo hội Phật giáo Việt Nam phải mừng, nhưng tại sao lại cấm giáo lý xuất bản thưa bác? Này người ta không có cấm đâu, nhưng mà ta đang nghiên cứu, ta đang nghiên cứu trong dòng nghiên cứu. Bởi vì bác là một con người bình thường, chứ phải mà ông thầy á, ông thầy tu á, thì người ta chấp nhận ngay. Còn bác là chỉ là con người bình thường, thành ra có xin, có đề nghị xin, nhưng mà người ta đang nghiên cứu, giáo hội đang nghiên cứu, chứ không phải cấm đâu. À, thì nghiên cứu được thì ta cho ra thôi. Thì thôi mình phải chờ đợi, chứ đừng có gấp. Cái thiền tông này nó ra đời á, là nó có hại cho những người thầy cúng á. Vì thế mà cái thầy cúng nó không xếp vào được trong cái đạo Phật. Vì thế nó còn đang rắc rối chỗ này. Vì thế mà giáo hội cũng đang nghiên cứu á, chứ không phải cấm đâu. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ 6 ạ. Dạ thưa bác, con có nghe danh từ là thập tự chinh. Danh từ này có ý nghĩa như thế nào thưa bác? Chữ thập tự là cái chữ số 10. Mà bên đạo Thiên Chúa người ta lấy gọi là chữ thập tự giá đó. Cái chữ mà cái chữ thập, chữ chinh là đi chinh chiến. Vì cái chữ thập này đó là nó xuất phát cái tuyên quý ở trong đó. Tuyên quý là cái phép mầu nhiệm. Vì thế mà người ta đánh giặc á, người ta đánh giặc bằng cái thập tự chinh này nè. Đánh giặc bằng cái chữ thập mầu nhiệm, nó có cái lực trong đó đó. Vì ngày xưa đó, người ta bắt chước theo lúc ngày xưa mà người ta đánh giặc với nhau, các vị ta đánh bằng chưởng, ta dùng những cái cây hay là những ngón cái tay nè, ta chưởng lực. Nó xuất phát từ cái điện từ âm dương ra, nó đánh. Thì cái thập tự chinh này nè, nó cũng đánh bằng cái tuyên quý. Tuyên quý là cái tuyên chiến và cái phép, cái phép lực, cái tuyên quý. Vì thế mà Quan Âm nó có cái tuyên quý này nè. Đạo Phật nó có gia vị Quan Âm, nó có cái lực. Bởi vậy người ta nói là vô ý thúy, đó là Quan Âm. Tất nhiên là cái quý, cái mầu nhiệm, cái quyền lực của Quan Âm nó có cái lực âm dương đó. Mà bên Trung Quốc người ta sử dụng là gọi là lực chưởng đó, ta đánh đó. Thì bây giờ đó là cái đó, lực chưởng là cái gì? Là cái điện lực. Hiện giờ chúng ta cũng đang sử dụng điện lực cộng với vật thể. Bởi vì mà thí dụ cái quả tiễn nó bay đó, thì nó có phải điện nó đẩy đi. Nó đốt cái khí hydro trong đó để nó đẩy đi.
Nó cộng hưởng, nó cộng hưởng bởi hai cái thứ điện và vật chất. Để nó làm ra thì ngày xưa người ta đúng đánh bằng điện không, mà bây giờ người ta văn minh ta đánh bằng điện và vật chất. Đó. Thì trên nguyên lý này người ta mới chế ra các loại bom hoặc là có lựu hỏa tiễn. Cái này nó không gì khác hết đó. Vì thế mà ngày xưa người ta đánh, người ta đánh thập tự chinh là ta dùng cái thánh giá bằng cái lực điện từ âm dương này ta đánh, đánh đối phương. Nhưng mà người nào mà có cái tài đánh cái này thì đối phương chưa tới là người ta đã sợ rồi, thấy không? Vì thế mà Việt Nam ngày xưa nó có vụ một thánh giống á, thánh giống á, đánh giặc ân á. Đó, thì đây lấy theo cái lực gọi là cái lực cõi âm á để đánh. Mà bây giờ thì cái lực cõi âm nó không có bằng mặn lạnh nữa, là cái âm dương hiện bây giờ. Vì người ta bỏ đi. Nhưng mà cái thập tự chinh hiện giờ nó vẫn còn nha, còn trên thế giới có nhiều nước nó sử dụng đánh cái này. Hồi trước giải phóng nó cũng có cái này. Nhưng mà cái này mình không bàn sâu vô được. Cái này nó có, nhưng mà bây giờ nó lỗi thời rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Cho con hỏi câu thứ 7 ạ. Dạ thưa bác, con có nghe danh từ vạn tự chinh. Danh từ đó nghĩa là gì thưa bác? Chữ vạn là chữ vạn năng. Chinh là chinh chiến. Cái này là ông Phật Thích Ca đó, ông sử dụng chữ vạn năng, ông để trước ngực ông á. Vì thế mà cái cõi âm nó đánh không được ông, nó phá ông không được. Thấy không? Về sau này người ta dùng sự cái chữ vạn năng này này để người ta cũng đánh giặc theo cái kiểu mà thập tự chinh. Ta có sử dụng cái lực này này. Đây là cái lực âm dương. Nhưng mà muốn cái vạn vạn tự chinh này mà đánh đúng thì chữ vạn nó phải đánh ngược ra. Đánh ngược thì nó đánh bật được cái âm được. Còn nếu mà người ta không biết, ta dùng cái điện mà nó cái chữ vạn âm âm nó đánh âm thì bị thằng âm kia nó nuốt. Nguyên tắc của nó thì nói hai cái này ta dùng để đánh thì gọi là đến thuật âm dương á. Vì thế mà bên Trung Quốc người ta dùng cái bát quái á, thấy không, tám cái cửa để nó xoay chuyển cái chuyển âm dương này, này đây nó có cái lực. Nhưng mà hiện giờ đó vật chất người ta phát hiện cao rồi, thành nơi chữ vạn tự chinh và chứ thập tự chinh nó không còn giá trị nữa, nó không đối đầu nổi lại với kia bằng cái vật chất chinh được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con hỏi câu số 8 ạ. Dạ thưa bác, con nghe nói các đạo khác có sử dụng bùa phép. Khi các đạo này có xung đột với nhau thì cũng sử dụng bùa phép. Chuyện này có đúng không thưa bác? Bùa phép nếu mà trường hợp mà vật chất nó chưa phát triển mạnh thì bùa phép đánh thắng. Nhưng mà khi vật chất nó phát hiện mạnh rồi, bùa phép không ăn thua. Bởi vì cái hồi xưa nó gọi là đánh cõi âm, nó gọi là tâm lý chiến á. Còn bây giờ nó ta đánh bằng vật lý chiến. Thành ra cái vật lý chiến nó đánh thắng tâm lý chiến. Bây giờ anh có tuyên truyền cái gì tôi không biết, nhưng mà bộ nguyên tử nó thả một trái là tiêu hết. Thì cái vụ tuyên truyền nó không còn giá trị nữa. Bây giờ nó đánh bằng sức mạnh. Vì thế mà trên thế giới hiện nay nó dùng là sức mạnh là lẽ phải, không có gì khác hết. Tất cả trên thế giới này hiện nay sức mạnh là lẽ phải. Lẽ phải chỉ là cái thuyết thôi, chứ không ăn thua gì. Vì thế mà Đức Phật muốn sắp xếp cái thế giới này lại, ông mới cho ra bài 24 để chuẩn lại. Còn không thì cái tranh giành với nhau bằng cái bốn thứ tánh của người đó, tưởng, tham, ác và kiến chấp, thì trái đất này sẽ đi đến quỷ diệt rất sớm. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ 9 ạ. Dạ thưa bác, vừa qua con có thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới đăng ký thống nhất Pháp Phục Bắc Tông Nam Tông. Dạ thưa bác, theo con biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện đã thống nhất hơn 40 năm qua, giờ mới đăng ký Pháp Phục. Vậy trước giờ họ mặc Pháp Phục gì thưa bác? Đạo Phật là 6 pháp môn, nhưng mà giáo hội hiện giờ họ có mới công nhận có 2 pháp môn thôi. Pháp môn đi về miền Bắc, từ Ấn Độ mà về miền Bắc á, từ qua Nepal, rồi đi qua Trung Quốc á, thì nó gọi là Bắc Tông. Tất nhiên cái Tông nó truyền đi về phương Bắc. Còn cái Nam Tông là cái tiểu thừa đó,
Hoàng Nguyên Thủy nó truyền về phương Nam Ấn Độ, nó qua nước Sri Lanka rồi Thái Lan, Lào, Campuchia. Hồi xưa nó tràn xuống Malaysia và Indonesia. Nhưng mà hai nước này Hồi giáo nổi mạnh quá thì cái Nam Tông nó bị mất. Vì cái người Nam Tông họ tu họ rất hiền lành. Vì thế mà nó không còn tồn tại theo cái quy lực mạnh được yếu thua. Vì thế Malaysia và Indonesia cái thiền Nguyên Thủy nó mất. Nó còn, bây giờ nó còn rất ít chứ không có nhiều. Đó. Thành ra bây giờ thì Đạo Phật Việt Nam thì nó lấy hai tông, tông Bắc và tông Nam. Với sự thật Đạo Phật nó có 6 pháp môn tu, chứ không phải có 2 pháp môn nhưng mà cái Đạo Phật Việt Nam hiện nay có. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ 10 ạ. Dạ thưa bác, vừa qua con có xem một cái video quay cảnh một hòa thượng đi trên chiếc xe biển số xanh của nhà nước. Hòa thượng bước xuống xe, liền có người cầm phan, lọng, che chắn. Trước mắt hòa thượng là rất nhiều vị tăng ni quỳ mọp xuống hai bên đường đi, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đường đi thì trải thảm đỏ. Con thấy có một thầy, khi thấy hòa thượng đến, liền chắp tay lạy hòa thượng. Hòa thượng thản nhiên nhìn thầy ấy, quỳ lạy mình. Con thấy hình ảnh này sao mà quá phản cảm. Một vị tu hành là tu cho mình, sao bắt người khác lạy mình. Con thấy chủ tịch nước còn chưa được như thế nữa. Càng làm lớn thì phải càng khiêm nhường. Thế tại sao một vị hòa thượng ngày nay lại trịch thượng và ai nghi như thế thưa bác? Ở đây con xin hỏi hai ý ạ. Ý thứ nhất, thưa bác, đây có phải là hình ảnh của đạo Phật ngày nay không thưa bác? Dạ, ý thứ hai ạ, ngày xưa Đức Phật có bắt đại tử lạy mình như vậy không thưa bác? Nói đúng ra đó là cái đạo Phật đó, cái chủ trương của đạo Phật á là ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bản ngã, lãnh phần độ sanh. Thì cái hình ảnh ngày xưa nay đã biến trở thành là cái ngã chấp của con người. Thành ra tu mà càng lớn thì cái người tu sao phải lại là vậy, thì nó sai. Vì thế mà Đức Phật biết cái đoạn này nên mới ổng cho ra cái giáo lý để chuẩn lại. Thấy không? Còn thứ hai nữa là con lặp lại cái ý thứ hai là cái gì nữa? Dạ, ý thứ hai ạ, ngày xưa Đức Phật có bắt đại tử lạy mình như thế không thưa bác? Rồi, ngày xưa Đức Phật trước khi muốn dạy đệ tử mình, ông bắt buộc là phải học thông cái quyển kinh Đại Bát Niết Bàn. Ta đã thành Phật, các ông bà sẽ thành Phật như ta. Có nghĩa là bình đẳng, ai cũng giống như ai, không có cái chuyện này. Nhưng mà tại vì cái thế giới vật chất này, thế giới vì danh và tiền, danh tiền địa vị quyền lực, thành ra đạo Phật nó sẽ biến trở thành là cái đạo phân cấp. Thấy không? Chứ ngày xưa muốn tu vô đạo Phật ra thì thứ nhất có hai cái dạng thôi. Người tu tùy theo tăng, tùy theo ni thôi. Phật tử là U Bà Tắc và U Bà Di. Nó có hai cái nào thôi. Nhưng mà Đức Phật có sắp xếp một cái đoạn thế này nè. Anh mà tu, các thầy mà tu được kiến tánh đó, thì ta tôn thầy là gọi là thánh tăng. Thánh tăng. Tu người nào kiến tánh thì được quyền thánh tăng. Còn người nào mà tu mà thông hết các kinh điển của Như Lai dạy, gọi là giảng sư tăng. À, nếu về tăng và ni thì nó có 3 cấp như vậy thôi, chứ nó không có ai quỳ lại ai. Nhưng mà hiện giờ thì ta tu theo quy lực mà. Quy lực mạnh được yếu thua. Người nhỏ phải lại người lớn là cái chỗ này. Nó sai là chỗ này. Nhưng mà cái này là của giáo hội thôi, mình không bàn. Bác chỉ phân tích tôi nghe vậy thôi, chứ còn không bàn được cái vụ này đâu. Cái này là gì? Cái này muốn sửa lại thì do cái giáo lý đưa ra thì tự động người ta sửa lại. Đó, vì thế mà giáo lý đạo Phật, khoa học vật lý thiền tông là người ta nó muốn chuẩn quá đạo Phật là chuẩn cái chỗ này nè. Ai cũng có Phật tánh như nhau, mà lại cái gì? Ngày xưa tánh Phật từ Phật giới vô đây, phân định nam nữ từ bên Phật giới, thì ai cũng là tánh Phật nhau.
Rồi qua đây đó là nói thật đó là cũng như là huynh đệ thôi. Thấy không? Cũng là anh em chứ đâu phải mà vô đây là tu lao là thành cái người có quyền năng. Mới vô là cái quyền yếu thế, không phải vậy. Vì thế mà Đức Phật muốn chuẩn hóa cái đạo Phật là cái phần này. Mà thôi mà cái việc cái này là của giáo hội, mình không xen vô được. Chú phải phân tích cho biết vậy thôi, chứ còn không có, đừng có can thiệp vô. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu 11 ạ. Dạ thưa bác, con thấy có nhiều vị hòa thượng tu lâu năm chuyên đi rắc muối, rắc gạo để làm phép cho cơ sở làm ăn của gia chủ phát đạt, hoặc cầm bông bún nước cho văn phòng nào đó làm việc thành công. Thưa bác, đây có phải là việc làm đúng chánh pháp của Đức Phật dạy không thưa bác? Bây giờ con suy nghĩ nè, Đức Phật dạy trái đất này là ngũ thú tập cư, người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ. Mà ai trợ giúp cái này? Thế giới này gọi là thế giới âm, là thế giới của cái người âm. Muốn làm ăn cái gì người âm phải giúp. Ông Phật không có giúp vô cái này. Ông Phật đã dạy xong rồi ông về Phật giới, ông không ở đây được. Nhưng mà khi mà công bố quyền ký ra thì ông Thích Ca phải đến tầng Bình Lưu ngự ở đây liên tục để mà rước, rước thánh Phật, mà do ông truyền bá cái pháp môn thiền tông này ra, ông có nhiệm vụ phải đến cái nước vô cấu ở tầng Bình Lưu rồi vô nước vô cấu để mà rước cái này vậy. Đây là hiện bây giờ đó là cái thiền tông này là của Thích Ca dạy. Thì ổng vô đây nó đúng đâu, không phải một mình ổng đâu, nó nhiều nhiều phụ tá ổng nữa. Ví dụ cái bằng đồng Phật với nhau thì ổng nó mời ở bữa nay trong này nó người ta theo thiền tông vậy nó ngộ được bao nhiêu rồi sẽ được vô bao nhiêu, thì cũng như là các vị Phật theo ủng hộ ổng để mà giúp. Nó có cái chỗ này nhưng mà không có vô đây, không có chuyện cúng tụng à, vì ổng ở tầng Bình Lưu đâu có ăn đâu. Vô trái đất âm này mới được quyền ăn nè. Nếu mà tất cả mà vô đây mượn thân người âm là phải sống sinh hoạt bằng kiểu âm dương. Vì thế mà trời thi thiên dương mới lập ra trái đất này là nó có chia làm 6 sức hút vật lý, trong đó có sức hút tầng Bình Lưu. Đó, mình phải hiểu tại sao mà trái đất nó phải tổ chức như thế này. Rồi núi non tại sao nó có những cái hang sâu để làm cái gì? Nó có cái ý đồ của ông của trời tí tiên dương hết, chứ không phải là muốn tạo ra trái đất này tạo đâu. Tạo mà nhưng mà để rồi trái đất bị nó đi theo cái kiểu chu kỳ thành trụ hủy diệt. Đó, bây giờ một vị Phật ra đời thì còn 3.000 năm sau trái đất được hủy diệt. Mà nay ông Thích Ca về Phật giới 2.564 năm rồi. Phải không? Rồi còn 420 mấy năm, ba mấy năm nữa thì trái đất này nó xong. Nếu đúng thực hiện đúng cái bài 24 của Đức Phật thì nó sẽ tồn tại được, còn bằng không nó sẽ sớm hơn. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con xin hỏi câu 12. Dạ thưa bác, một vị hòa thượng mà làm không đúng lời Phật dạy, vậy các tu sĩ bình thường thì như thế nào thưa bác? Bây giờ ông Phật có nói cái câu này nè. Thà là đừng có tu. Nếu muốn tu thì là tuyên chiến lại với nhân quả đó. Muốn tu đúng Như Lai dạy ra 6 pháp môn tu, đi 6 nơi. Tu đúng thì hưởng phước đúng, tu sai có 2 con đường phải đi. Một là hoa báo, 2 là địa ngục, muốn đi đâu đi. Riêng cái thiền tông, nó không đi 2 con đường này mà nó đi thẳng về quả ngục. Trước khi Đức Phật công bố cái này đã có nói rõ ràng vấn đề mà, vì thế mà trong kinh Diệu Pháp liên quan nhắc đi nhắc lại, chửi Như Lai tội không bằng, khinh chê cái thiền tông này thì đi vào cái hầm lửa lớn, chứ không phải không quả ngục hoặc là ở địa ngục và cái hoa báo, không, nó không thực hiện được cái này. Nó thì phải hiểu như vậy. Vì thế mà cái đạo Phật ra đời để mà Đức Phật muốn chỉnh lại, sửa chữa lại thôi. Còn ông nói nghe không nghe thôi, là ông nói về cái nhân quả thế gian này, ai muốn làm thì làm. Thế giới này là thế giới nhân quả. Tam giới này nó quay cuồng, nó tạo thành ra cái luân hồi. Vì thế mà gọi là nhân quả luân hồi.
tu hành bất cứ cái gì cũng đi xoáy trong cái tam giới này không thoát ra được. Đó, mình phải tu theo đạo Phật và hiểu được cái căn bản này thì mới hiểu được cái đạo Phật. Đạo Phật không phải tầm thường đâu, đạo Phật gọi là khoa học vật lý mà, nhân quả luân hồi. Tu đạo Phật phải hiểu được mấy cái chữ này thì người ta tu mới đúng được. Mà trước mắt thì phải xem, muốn tu thì phải xem quyển giáo lý. Còn không xem quyển giáo lý thì hoàn toàn tu sai hết. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác, con đã hỏi xong. Con cảm ơn bác đã giải đáp cho con được rõ thông ạ. À. Cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn con đã hỏi những câu hỏi rất hay. Dạ thưa bác, con tên là Phan Nhã Uyên, con hiện cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Con có một số câu hỏi, xin bác giải đáp giúp con ạ. Rồi, con hỏi đi, bác giải đáp cho. Dạ, câu hỏi 1. Thưa bác, cách đây 1 năm, con có nghe Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Chánh Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có công khai giảng đạo Phật ở An Giang. Hòa Thượng Thích Huệ Thông khẳng định là giáo lý đạo Phật nói thế này, giáo lý đạo Phật dạy thế kia. Nhưng vừa qua con lại nghe Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thì khẳng định rằng đạo Phật hoàn toàn không có giáo lý như đạo Thiên Chúa. Vậy tại sao Hòa Thượng Thích Huệ Thông thì bảo có giáo lý, còn Thượng tọa Thích Nhật Từ lại khẳng định ngược lại, đạo Phật không có giáo lý thưa bác? Tại sao có sự mâu thuẫn kỳ lạ vậy ạ? Con phải nghe theo ai thưa bác? Cái phần này mà trong giáo hội đấu được đấu nghịch nhau á, thì mình cũng không nên xen vào. Nguyên tắc đạo thì phải có giáo lý. Còn sở dĩ mà tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói đạo Phật không có giáo lý là cái lý do này nè. Vì ổng học cao rồi, ổng học lên tiến sĩ thì nó cái thấp á, cái giáo lý nó nằm ở dạng thấp. Dạng thấp, giáo lý nó nằm chỉ cơ bản tính theo cái học lực thì nó mới chỉ là tiểu học thôi. Vì thế mà ổng đang ở trên cái tiến sĩ Phật học, nó nằm ở trên tầng cao, ổng không nhớ được cái dưới. Còn ông Thích Huệ Thông thì ổng hiểu được căn bản cái này. Ông Thích Huệ Thông hiểu được căn bản này. Thì ổng mới nói là giáo lý đạo dạy thế này, giáo lý đạo dạy thế kia. Còn ông này ổng học cao quá mà, ổng vô ổng không qua thứ lớp mà ổng trèo lên tiến sĩ luôn. Nghe nói ổng được có mấy cái bằng, vì thế mà ổng xác định là Phật giáo không có giáo lý, là vì ổng ở trong cái tầng cao, ổng không hiểu được này. Cái này mà giữa giáo hội với giáo hội nhau thì sao để người ta giải quyết. Còn giáo hỏi thì bác chỉ trả lời phân tích vậy thôi, chứ sự thật không có tham gia vào cái này của người ta được. Thì cái này để hôm nào con có rảnh, con viết mấy thơ rồi con gửi mail cho giáo hội, rồi hỏi vậy chứ. Ai đúng, ai sai. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu 2 ạ. Thưa bác, vừa qua con có xem video của tiến sĩ Phật học Thích Phước Tiến nằm trong ban Hoằng Pháp Trung ương giảng chủ đề Phật tánh là gì. Trong video này, con có nghe Đại Đức Thích Phước Tiến 2 lần khẳng định Đại Đức là người mù rờ voi, đụng đâu nói đó. Tại sao một người mù mà dám công khai dẫn dắt người khác? Có khác nào người mù dẫn một đám mù? Thưa bác, đó có phải là hậu quả của đạo Phật không có giáo lý không thưa bác? Nói đúng ra cái đạo Phật, cái tổ chức đạo Phật nó có, nhưng mà đều cái điều lệ và cái nội quy không được áp dụng triệt để. Nguyên tắc đạo Phật nó có cái hiến chương. Nếu mà làm sai hiến chương thì sẽ bị trục xuất ra khỏi giáo hội đó. Thì cái này thì để giáo hội họ lo. Bởi vì nguyên tắc là đã, nếu nói vậy là đã vi phạm cái hiến chương đó. Thì thôi bây giờ cái nhiệm vụ của giáo hội thì để giáo hội lo. Mình biết vậy thôi, còn hỏi bác chỉ phân tích nha. Hỏi phân tích thôi chứ con không có xen vào cái chuyện của người ta. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu 3. Thưa bác, vừa qua con cũng có xem video về tiến sĩ Phật học Thích Lệ Thọ chùa ở quận 12 giảng và nói rằng thời Đức Phật chưa có chữ viết. Tiến sĩ Thích Lệ Thọ giảng như vậy có phải cho là Đức Phật mù chữ hay không thưa bác? Tất cả những vị mà vào ở trong cái đạo Phật thì ta phải nghiên cứu lịch sử Phật, đạo Phật trước. Nó có đạo Phật đó, nó
phân tích theo đạo Phật thì nó có ba thời kỳ: đời thời kỳ đồ đá, đời đồng và thời nguyên tử. Khi trái đất mới nó bị hủy diệt, nó trở về đồ đá là 3.000 năm, thì người ta mới khám phá ra chữ viết, rồi người ta mới thành lập quốc gia và bộ lạc, để cai trị dân bằng hiến pháp và luật pháp, người ta mới viết ra. Khi cái thời kỳ đồ đồng bắt đầu nó sắp chấm dứt, là nó sang ở đời nguyên tử, văn minh nguyên tử, một vị Phật ra đời để mà dạy, rồi để mà chuẩn hóa lại cái 3.000 năm sau cùng này. Thì nói đúng ra các vị tiến sĩ thường thường người ta học ta văn minh quá đi, người ta học ta khôn quá, cái tự nhiên người ta thoát ra ngoài cái quy luật này, nguyên cái quy luật là từ tam cấp á. Vì thế mà mấy người tiến sĩ thường thường ta không hiểu, ta tưởng ra là không có giáo lý, thấy không? Thôi vì thế mà có nhiều vị tiến sĩ luôn lúc nào cũng xác nhận là đạo Phật không giáo lý. Tất cả tiến sĩ đều xác nhận câu này. Là vì người ta học cao, người ta quên cái thấp. Cái thấp này là giống như cơ bản, cái mà thấp nhất là của đạo Phật là gì? Sơ cấp Phật học. Mấy người sơ cấp Phật học, họ có học giáo lý. Nhưng mà từ trung cấp, cao cấp hoặc là cử nhân tiến sĩ gì đó, tự nhiên nó quên cái này. Vì người ta đi rồi, giống như kiểu mà đi trên máy bay rồi quên cái cầu đường. Ủa, người ta nói về cái ở dưới đất mà người ta nói đi qua cầu này cầu kia, nó tôi đâu có đâu, không qua cầu. Đó mình phải hiểu vậy. Mấy người người ta học cao á, tôi quên cái thấp. Cái này mình cũng không trách người ta đâu. Thì giống như cái chuyện mà mấy người giàu quá đó, không khi nào mà họ đến cái số bần cùng thì họ tưởng số bần cùng không có, chứ sự thật trái đất này nó theo cái quy luật của nó, đạo lập ra thì bắt buộc anh phải có giáo lý mới thành lập đạo được, còn nếu không có giáo lý đừng có mong mà thành lập, nguyên tắc mà. Thí dụ con muốn mở công ty sản xuất thì anh phải có cái phương trình chứ, anh phải có phương trình sản xuất người ta mới cấp cho anh chứ, còn anh tự do động anh mở anh không có gì sao người ta biết anh làm cái gì. Đạo thì phải có giáo lý vô kinh, giáo lễ, vô luật, giáo điều tôn chỉ đàng hoàng thì người ta mới cho thành lập đạo. Rồi sẽ hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi ý tiếp theo nữa là tiến sĩ Thích Lệ Thọ giảng là Đức Phật mù chữ, đây có phải là hậu quả của đạo Phật chưa được xuất bản Viện Giáo Lý không thưa bác? Nói đúng ra đó, các vị tiến sĩ thì người nào nói cũng đúng hết. Còn cái quyển giáo lý xuất bản này là xuất bản nói về cơ bản của đạo Phật. Những vị tiến sĩ không đồng ý cái cơ bản này. Thì nói là Đức Phật nói chuyện trên trời trên mây không à, chứ không phải Đức Phật nói chuyện dưới đất. Nó vì thế mà nhiều vị tiến sĩ xác nhận là đời Đức Phật nó không có chữ viết là vậy. Mấy người ta hiểu cao quá rồi, những cái chuyện thấp nó quên đi. Mà thế giờ này, thần nhớ một điều á, trong tất cả theo quy luật nhân quả hết, người nào phủ nhận bất cứ cái gì thì chắc chắn sẽ bị nhân quả cái đó. Mà nhân quả như thế nào thì tụi con sẽ nhìn thấy rồi tụi con biết, chứ giờ mình không có nói được. Nguyên tắc thế giới này là gì? Thí dụ người ta này, mấy cái người ta đi phi cơ đó, không khi nào người ta tuân thủ luật giao thông. Trên trời có trống bốc, muốn đi đâu cũng đi. Họ quên rằng ở dưới đất thì phải tuân thủ luật lưu thông. Thành ra những người học cao họ quên những cái thấp đi, để đúng theo quy tắc vật lý của nó. Nó là đơn giản như vậy thôi. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 4 ạ. Thưa bác, con vừa mới xem video của tiến sĩ Phật học Thích Trí Chơn nằm trong ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì tu viện Khánh An quận 2. Tiến sĩ Thích Trí Chơn đăng đàn công khai giảng rất hay về hoa sen và câu chuyện niêm hoa vi tiếu. Nhưng cuối cùng tiến sĩ tự thú là không biết Ngài Maha Ca Diếp ngộ cái gì. Thưa bác, đây có phải là hậu quả của giáo lý đạo Phật không được xuất bản không thưa bác? Nói đúng là tất cả những vị nào, bất cứ vị nào vậy, muốn hiểu về đạo Phật thì anh phải hiểu được cơ bản của nó. Mà muốn cơ bản của nó thì nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ giáo lý đi lên.
Người nào mà thiếu cơ bản này thì nó là sai thôi. Chứ còn cái chuyện mà nhưng qua vi tiếu á, thì xin Phật tử thiền tông người nào mới vô là cũng hiểu hết. Mà hiện giờ á, trên mạng á, cái dòng chảy mạch nguồn thiền tông ta trình bày rất rõ cái này. Mà nó nương theo cái bài của ông Trần Nhân Tông dạy gì mạch dẫn mạch nguồn thiền tông này. Mà do người Việt Nam viết cái dòng chảy mạch nguồn thiền tông này giống ai đó, do Đức Vua Trần Nhân Tông. Tại người ta không có nghiên cứu, người ta không hỏi này, cứ vô cái người ta học trên trời không rồi thành ra ta quên chuyện dưới đất đi. Đó. Thì thôi mình cũng không trách người ta là gì, mình đã học không tới đâu. Thành ra thôi những ông tiến sĩ nói thì mình thôi cũng không bàn chi. Người ta nói lúc nào cũng đúng hết đó. Bởi vậy thành ra người ta nói là người giàu đi đâu nói gì cũng đúng. Thành ra mấy cái ông học cao nói gì cũng đúng. Mình học thấp thôi, mình không lượng bàn để mấy ông học cao được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu 5 ạ. Thưa bác, con thấy Thượng Tọa Thích Nhật Từ trụ trì chùa Giác Ngộ khi giảng đạo Phật rất sân si, thường chửi chó, chửi mèo, chửi tục tiểu, dùng những lời lẽ rất kích động và giống như một tay anh chị ở ngoài chợ. Thưa bác, tại sao giáo hội vẫn làm ngơ thưa bác? Bây giờ đó, bởi vì trong cái hiến chương của giáo hội nó không có trừng trị những cái này. Hiến chương nó không có, chứ mà có thì phải đem ra áp dụng liền. Vì thế mà Đức Phật ổng có viết ở trong cái bài giáo lý, ổng có nói câu này nè. Cái người mà tăng tu á, nó chia ra mấy cái giai cấp tăng. Ví dụ tăng tu mà hiểu được kiến tánh á, ta gọi là thánh tăng á. Còn cái tăng mà vô tu đạo Phật để kiếm tiền á, gọi là phàm phu tăng. Mà cái tăng mà vô giáo Phật rồi đi thưa kiện chửi bới người ta đó, gọi là tục tử tăng. Ông Phật cái gì đó, ba cái loại tăng này. Thì cái ông nào đó, nãy con nói ông nào, thôi không nhắc lại. Ông đó thuộc về tục tử tăng, đúng theo lời Đức Phật dạy. Thấy không? Con nói vậy mà bác không nhớ ông nào. Cái ông nào mà tu mà ưa chửi ta lại, thì Đức Phật gọi là tục tử tăng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu 6 ạ. Thưa bác, con thấy khi Thượng Tọa Thích Nhật Từ chửi chó, chửi mèo, chửi tục tiểu ở trong chùa như vậy mà vẫn có Phật tử ngồi nghe ở bên dưới, vậy họ nghe vì cái gì thưa bác? Đúng rồi, những người mà ta nghe, những người mà tục tử tăng người ta giảng đạo chửi đó, vì người ta cái thích hợp với người ta. Tất cả người này cái tần số âm nó âm nhiều, vì thế mà thích nghe chửi. Thế nghe chửi nghe khoái tai, ta ngồi ta nghe thôi, mình cũng không trách nữa. Kêu bằng nhà nước cho tự do tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng anh tin gì anh thích cái gì vậy? Thì ta thích, ví dụ con đi coi hát cũng vậy, cái đám nào nó chửi lộn cũng khoái vô nghe, còn có đám nó không nghe, có qua cái đám mà nó ca hát hay nó mới vô. Thì thế giới này nó vậy, thế giới cõi âm nó, người ta hạp cái gì thì người ta vô người ta nghe cái đó. Mình cũng không trách người ta, vì người ta thích, ta thích nghe chửi thì ta vô ta nghe. Thấy không? Còn nếu mà cái người mà thích giải thoát á, cái nghe cái này họ bỏ đi liền à. Thấy nghe chửi đi, nếu người nào thích tu giải thoát, nghe cái này chửi họ bỏ đi liền. Thấy không? Còn này thích nghe mà làm sao người ta bỏ đi được. Có nhiều nghi có nghĩ mà chửi ít quá người ta nói còn chửi chưa đã, phải chửi nhiều hơn chút nữa. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 7 ạ. Thưa bác, con có xem video của chùa Giác Ngộ nói rằng giáo hội Phật giáo hiện nay bát nháo như cái chợ trời, mạnh nay nó giảng giống như cái nồi lẩu thập cẩm. Con xin hỏi hai ý ạ. Ý 1, vậy căn cứ vào đâu mà chùa Giác Ngộ lại khẳng định như vậy ạ? Căn cứ vào là mỗi một thầy giảng một kiểu thì ông nói thập cẩm thì sao? Cái này nó trên mạng cũng rõ ràng. Con suy nghĩ cái 10 ông giảng đạo mỗi ông giờ ông kiểu. Cũng do một vị đạo, do một vị Phật giảng ra, trình bày ra. Nếu mà không giáo lý thì ông nào giống như nấy, vì nó không có giáo lý. Thì mỗi giờ vô kiểu thì chùa Giác Ngộ nói gì đúng rồi. Thì nhưng mà nói đúng ra chùa Giác Ngộ chê về thì cũng quá đáng. Đáng lẽ gì phải trình lại giáo hội là nên chuẩn lại. Chứ đừng có...
Đừng có mỗi người giảng một kiểu như thầy này không được, phải trình. Mình bổn phận là thành viên của giáo hội thì thấy các chùa nào nó sai gì, mình phải làm cái đơn trình là mình nên chuẩn lại để mang tiếng. Vì đạo Phật là cái đạo lớn chứ không phải đạo nhỏ đâu, mà để mang tiếng thì không nên. Thì những vị mà nói về cái đạo Phật là đạo thập cẩm là nó sai, không có tôn trọng giáo hội. Phải tôn trọng giáo hội, trình giáo hội nên chuyển lại. Trình bằng cách nào? Thì thôi bây giờ giáo hội ra giáo lý đi, phát mỗi chùa mỗi quyển. Thì đâu có chùa nào rồi nói tầm bậy đâu. Thấy không? Nói tại vì không lẽ bây giờ giáo hội có 60+ ông tiến sĩ mà không lẽ viết không nổi cái quyển giáo lý. Giáo lý đơn giản là đâu gì khó đâu. Nó có bao nhiêu cái điều, nó thì nó trong nó này giáo lý là cái gì, ta nói cái gì. Giáo kinh là ta nói cái gì. Giáo lễ, giáo luật, giáo điều. Thì tôn chỉ cương lĩnh ông quyết, cái này dễ ở, mấy ông tiến sĩ dư sức viết ra mà. Tại không viết ra thôi chứ, viết ra để phát cho các chùa. Thì làm sao có cái chùa mà chùa này nói vậy, chùa kia nói khác, thấy không? Rồi còn mấy vị nói là giáo hội giống như thập cẩm thì nó hơi quá đáng, đừng nói vậy. Thế đó mình nói vậy thì phải hơi phạm thượng á. Có nếu mà trong luật đạo là pháp bất quỳ nhang đó nha, quỳ mấy cái nhang luôn, gọi là quỳ hương đó. Rồi, giáo hội tiếp đi. Dạ, con hỏi ý tiếp theo đó. Nếu đúng là thực trạng giáo hội Phật giáo Việt Nam bát nháo như cái chợ trời, như nơi lẩu thập cẩm, như chùa Giác Ngộ nói, vậy thì đâu là nguyên nhân khiến giáo hội Phật giáo bị nói như thế à? Nguyên nhân là không có giáo lý, tu không có giáo lý, gọi là mỗi ai tu tưởng đó, ai tưởng gì nói nấy. Là bởi vì cái hậu quả nó vì thế mà Đức Phật biết mới cho đem cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam xuất bản ra từ Việt Nam để là chuẩn hóa đạo Phật Việt Nam lại. Mình không hiểu mà các nước Phật giáo thế giới có cái này hay không, nhưng mà tại Việt Nam nó có này thì ông Phật mới cho xuất bản để chuẩn hóa cái đạo Phật Việt Nam lại là chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi câu 8 ạ. Thưa bác, con có nghe nhà báo Lê Nghiêm, nguyên cục trưởng cục đối ngoại, có đặt một câu hỏi cho giáo hội Phật giáo Việt Nam để trả lời cho 96 triệu dân Việt Nam biết rằng hoạt động nào đúng chánh pháp, hoạt động nào không đúng chánh pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ lấy lại hình ảnh uy tín của mình nếu trả lời được câu hỏi trên. Con chờ câu trả lời này từ giáo hội đã nhiều năm nay, thế nhưng tại sao giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn không trả lời được, thưa bác? Nói đúng rồi, cái phần này ông Lê Nghiêm á, ông phải làm cái văn bản ông gửi thì giáo hội mới trả lời, còn này ông nói trên mạng thì giáo hội không nghe. Phải làm cái văn bản đàng hoàng, nếu mà ông ở gần đó thì ông tới ông nạp tại văn phòng giáo hội luôn, rồi ông ấn định thời gian bao lâu ông trả lời ông hỏi thì giáo hội bắt buộc phải trả lời. Còn này chắc lẽ giáo hội không nghe nên người ta không trả lời thôi. À, cái gì người nghe thì người ta mới trả lời, bắt buộc mà. Cái này cái gì khi ông Lê Nghiêm ông sơ sót cái chỗ này, ông nói nhưng mà không đúng cái chỗ mà người ta thực thi. Vì thế mà tới nay người ta giáo hội tưởng như không nghe cái này. Thì nếu mà con có hiểu được thì hỏi ông Lê Nghiêm á, ông làm văn bản hỏi cái giáo hội rõ ràng, ông đến ông nộp hoặc là ông gửi thư bảo đảm á, tôi gọi là cua băng đê á, gửi vô đề dục khước phản hồi cho tôi thiết à có nhận, rồi mình mới đầu mình mới làm theo đúng thuộc thùng hình chánh. Mà con gửi thơ mà có bảo đảm rồi, có hồi báo rồi, thì tới thời cái thời gian mà không có thì con được quyền hỏi lại thì người ta phải trả lời cho con. Còn con gửi thơ bộ thường thôi, có nhiều khi nó lạc mất ta không để ý. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi câu 9 ạ. Thưa bác, con nghe các thầy trong giáo hội ở 4 tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh truyền tai cho các Phật tử ở địa phương đó rằng giáo hội hiện nay không đối đầu nổi ông Nguyễn Công Nhân, tức không dám đối chất với bác vì họ sợ mất mặt, đợi sau này khi bác qua đời họ sẽ tổ chức lật úp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Thưa bác nghĩ sao về vấn đề này ạ? Nói về giáo hội các tỉnh thành phố mà không đấu đầu lại với bác á, câu này nói quá đáng thôi, chứ bác đâu có học thức bao nhiêu mà đấu đầu không nổi. Thấy không? Bác học người học có 24 chữ cái rồi, không có nhiều.
tìm cái chữ 25 chưa ra đó, làm sao đối đầu không rồi. Thì cái này nhân dân nói về sai, không có đối đầu đâu. Là vì người ta xem bác không ra gì, chỉ là ôi cái ông già lẩm cẩm, nói tầm bậy tầm bạ, không để ý tới thôi. Còn vấn đề mà đánh núp chùa Thiền Tông Thiên Diệu thì Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo đã tính toán trước đó là 70 năm. 1950 nhận được cái này. Thì mới lên kế hoạch. Dầu bác có qua đời thì bây giờ hiện giờ nó có cái ban quản trị. Nên nhớ là có cái ban quản trị. Không phải là cái ban quản lý đâu. Ban quản trị nó đúng về luật pháp của nó đó. Không ai lấy được cái chùa này. Là gì? Giấy tờ đàng hoàng. Xây dựng chùa có, thỉnh tượng Phật có, đất có, rồi giáo hội làm gì, lấy tư cách gì mà lấy cái này. Giờ cũng lấy, nhà nước cũng phải cản lại. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không có được này. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là phải làm theo luật pháp và hiến pháp. Không có cách nào lấy được đây. Bây giờ đó thì chùa Thiền Tông Thiên Diệu nó có cái ban quản trị. Giờ nó chết hết 2-3 lần đi, nó cũng vẫn còn. Cái gốc này nó còn, không ai lấy được cái gì này. Thấy không? Trừ trường hợp trái đất bị hủy diệt thì cái chùa bị hủy diệt luôn. Không ai lấy được đâu. Đừng có mong. Ta tính rồi mà. Thì khi 1950 thì Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo nhận được cái này mới lên một cái kế hoạch để cho phổ biến cái này 70 năm sau. Con suy nghĩ không phải nhỏ đâu. Thành ra đừng có nói. Thì giờ hai cái vế này thì nó đúng ra đó. Giáo hội không muốn nói chuyện với bác là tại vì khinh bác là không hiểu. Cái ông này nó khùng điên là thôi, kể bỏ đi, giống như ông xe rượu nói, đừng có chấp. Còn thứ hai muốn chiếm cái chùa Thiên Diệu không được. Không phải bác lo cái chuyện này mà Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo đã lo trước 1950 lượng tới giờ. Nếu tính ra là đại gia là 72 năm mà chúng nhỏ đâu. Không được đâu. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Thưa bác, con hỏi câu số 10 ạ. Thưa bác, con thấy trên báo VN Express đăng ngày 18 tháng 4, bài báo có tựa đề Đi lễ cầu mai trước kỳ thi tốt nghiệp. Bài báo có nội dung phản ánh việc dân hương nơi thờ Chu Văn An để xin may mắn cho học sinh thi đậu. Đặc biệt, có một trường phổ thông trung học ở Hà Nội vừa qua, khi đi học phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm thông báo, năm nay nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh toàn khối 12 đi Côn Sơn kiếp bạc để hành lễ cầu mai cho thi cử đỗ đạt và đề nghị 100% học sinh phải tham gia. Thưa bác, cho con hỏi hai ý. Ý thứ nhất, đây có phải là hoạt động mê tín và nhồi sọ mê tín vào đầu óc các em học sinh không thưa bác? Nếu mà cái ngành giáo dục mà làm vậy không đúng. Là vì trong ngành giáo dục nó có một cái quyển sách lớp 7 á, trầu sinh lại lục mình trước khi đi thi, đây là cái mê tín. Trong ngành giáo dục đã nói rồi, thì cái sơ sót này là cái nơi mà cái trường đó tổ chức nó sai. Vì thế mà những vị mà giáo viên ở đó không có cập nhật cái tin tức nên mới làm như vậy. Nhưng mà cái chuyện này nếu mà đổ bể nói ra thì chắc chắn nó động tài đến nhân dân làm chủ quốc gia đó, nó phản ánh liền á. Thành ra cái này thì tụi con cũng nên nhớ rằng nếu có này phát ra để chi, để cho đề nghị là đừng có làm như vậy, nó mê tín. Đã hệ thống nhà nước rồi mà còn mê tín thì ở bên ngoài thì sao đây? Thấy không? Đề nghị là tụi con nên nói là nên các giáo viên ở đó nên chuẩn hóa lại. Thế để mà nhân dân làm chủ quốc gia biết đưa lên mạng nó nhục lắm. Thấy không? Chào con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi ý 2 ạ. Trường học là nơi đào tạo các thế hệ tương lai của đất nước. Thế mà bắt các em 100% phải tham gia hành lễ cầu may cho thi cử đỗ đạt. Vừa qua con cũng thấy tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ làm bùa làm phép vào cây viết để cho học sinh thi đậu lớp 12 tại chùa Tượng Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Vậy có phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Giáo dục đồng chủ trương để định hướng cho các em học sinh thực hiện việc cầu cúng để được thi đậu không thưa bác? Nói đúng là nếu mà luật pháp thì không có chuyện này đâu. Đây là một cá nhân thôi. Nhưng mà cái chuyện này thì bác cũng không tham gia được. Mà cái câu chuyện này nếu có cái việc còn nguyên lấy cái câu hỏi này còn chuyển qua Bộ Giáo dục.
nên chuyển vào Bộ Giáo dục đề nghị là trả lời cho nhân dân biết Bộ Giáo dục có chủ trương cái này không? Không? Hay là Bộ Giáo dục nói một đường làm nẻo? Trong cái quyển số 7 thì nói là đi xin cầu này kia nọ là mê tín, mà tại sao hiện giờ các trường đã thực hiện cái này? Đề nghị Bộ Giáo dục phải trả lời. Còn nếu cái gì mà liên quan đến giáo hội thì có đề nghị của giáo hội phải trả lời. Vì đạo Phật là đại gì? Đạo Phật là đạo tinh hoa của nước Việt Nam chứ không phải nhỏ đâu. Đừng làm những cái gì mà mê tín gì đâu, thôi dẹp đi. Để nó kịp cái đà tiến hóa văn minh của con người. Cái chuyện cầu cúng lại lục là nó cái chuyện là mấy ngàn năm về trước thì được. Bây giờ cái thời buổi 4.0 rồi. Làm cái gì nó cũng bằng nguyên tử, điện tử hết, chứ nó không có làm bằng tay chân như ngày xưa. Mà mình làm như vậy thì nó lỗi thời. Thì khoa học có nói là khoa học càng tiến, tôn giáo bị lùi. Mình nên nhớ cái câu này. Còn nếu có việc con nên gửi Bộ Giáo dục và Giáo hội đề nghị nên chỉnh đốn lại. Mình đề nghị thôi. Tôi thấy tôi làm nhà nước cho nhân dân làm chủ. Tôi là một nhân dân, tôi thấy vậy, tôi đề nghị là chuẩn lại. Chứ mình còn không nói nặng người ta. Mình chỉ nói nhẹ nhàng thôi. Mục đích của mình là muốn cho chuẩn cái đạo Phật lại. Thứ nhất là mê tín dị đoan ở trong các trường học. Nên phải dẹp đi, đừng có làm vậy. Người học sinh thời nguyên tử mà tại sao phải làm cái chuyện này? Các thầy tu cũng vậy, thời tu đời 4.0 không thể làm cái này được. Không có cầu xin ai được hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu cuối cùng ạ. Thưa bác, vừa qua con thấy tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ có tổ chức làm phép cầu nguyện cho Bộ Y tế cho lưu hành vaccine Nanocovax để chích ngừa Covid cho người dân Việt Nam. Con thấy nhà nước vẫn làm ngơ. Vậy có phải Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ cũng đồng tình và muốn thử nghiệm loại hình vaccine cầu nguyện mới này để đem người dân Việt Nam ra làm chuột bạch thí nghiệm không thưa bác? Con xin cảm ơn bác nhiều ạ. Thế này thì nói đúng ra, nếu mà nói Bộ Y tế làm ngơ thì cũng không đúng. Là vì trong cái luật á, nó chưa có cái trường hợp này xảy ra. Mà giờ Bộ Y tế nói gì giờ? Vì thế mà vừa rồi chính phủ á, đang họp lại để mà soạn thảo cái bài một cái luật pháp nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì sẽ đề cập tất cả những cái chuyện gì mà các chùa làm sai, rồi các trường học làm sai, rồi các nhân dân làm sai nữa. Đó, thì cái này thì nó đúng là tất cả luật pháp nó phải đi theo tuần tự cái chuyện gì xảy ra thì nó lại chặn lại. Chứ còn ban đầu cái luật pháp ban đầu nó chỉ là nói chung thôi, nó chưa cái trường hợp xảy ra thì nó làm không đúng. Thì thôi bây giờ cái chuyện đó thì người ta làm sai hay gì đó thì nếu mà tụi con mà có tiếng đó, làm cái giấy gửi cho các bộ, người ta đề nghị là nên chuẩn cái này lại. Chứ mình là con người văn minh rồi, không phải là con người thời kỳ đồ đồng nữa, mà làm như vậy thì coi nó không được. Rồi thế giới người ta cười mình, thấy không? Ví dụ mà cái nước mà người ta như cái nước mà mê tín thì không nói gì, còn mới nước mình hiện giờ là con rồng con tiên, tại sao phải làm cái chuyện này? Con rồng con tiên là trên trời á, mà đi xuống đất này làm cái chuyện mê tín không được, nên chỉnh lại. Rồi đắc nhân cũng cảm ơn những câu hỏi tụi con rất hay. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Rồi cảm ơn con. Dạ kính chào bác Nguyễn Nhân. Con là Đặng Đại Thành, hiện cư ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Con có 16 câu hỏi xin phép được hỏi bác. Con có hỏi rồi bác trả lời cho. Dạ, câu hỏi thứ nhất, mục đích thành lập ra chùa Thiền Tông Tân Diệu để làm gì thưa bác? Mục đích lập chùa Thiền Tông Tân Diệu thì nó có hai cái nhiệm vụ. Một là công bố huyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Đồng thời là công bố pháp môn thứ 6 của Đức Phật ra để đạo Phật đầy đủ 6 pháp môn tu. Rồi nhiệm vụ chùa Tân Diệu nó có hai cái nhiệm vụ này thôi. Là để cho biết rằng đạo Phật nó có 6 pháp môn tu rất hoàn chỉnh, tu bằng theo khoa học vật lý, tu theo nhân quả luân hồi,
chứ không phải tu theo mơ hồ mê tín gì đâu. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Câu hỏi số 2. Đến nay chùa Thiền Tông Tân Diệu đã làm được những thành tựu gì rồi và đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm mục đích của việc thành lập chùa thưa bác? Chùa Thiền Tông Tân Diệu lập ra thì để nói là tất cả những gì mà Đức Phật dạy ở trái đất này về đạo Phật. Mục đích là muốn công bố cái pháp môn thứ sáu ra và đồng thời lưu lại tất cả những di tích mà Đức Phật muốn lưu từ khi mà Đức Phật vào trái đất này lập đạo tới bên nay. Thì bây giờ cái chương trình trong 1-2 năm tới thì chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ hoàn thành cái này. Thấy cũng xu chải đó. Mục đích là muốn lưu lại tất cả những hình ảnh mà những cái mốc son đặc biệt của Đức Phật vào trái đất lập đạo. 36 vị tổ thiền tông ngộ cái gì và làm như thế nào sẽ nói ra hết. Đó, thì chùa Thiền Tông nó có cái nhiệm vụ này. Rồi hiện giờ một số anh em đã giúp cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó đứng vững thì sẽ làm những kỷ niệm hết. Nó có ba cái thời kỳ: kỷ niệm Phật, kỷ niệm Tổ và hiện tại. Rồi sẽ trình bày tất cả những câu nói của Đức Phật mà nói rất hay về đạo Phật này. Vì thế mà khi nó đã hoàn chỉnh rồi thì tụi con chỉ đến chùa chụp ảnh rồi Zalo khắp thế giới. Khỏi cần đến chùa, là người ta sẽ hiểu. Đó. Thì bây giờ những cái câu chuyện, cái câu nói mà nó tuyệt mật của Đức Phật chưa nói ra đâu. Chùa Thiền Tông Tân Diệu chuẩn bị sẽ làm và nói ra cái phần này. Khi nào xong là thôi, chú trở về quê. Về quê ở đâu đâu? Ở Tân Mỹ á. Về quê cũ ở Tân Mỹ, nó mẹ chú ở đó và chú về đó. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ ba. Dạ, tại sao chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa hoàn thành được 100% mục đích của việc thành lập chùa thưa bác? Là bởi vì cũng vậy, nó cũng phải có thời gian. Công bố quyền ký này mới có 5 năm thôi. Không? Mà ông Phật ấn định là công bố quyền ký 5 năm mà hoàn thành trong vòng 10 năm. Thì còn 5 năm nữa còn dài, chứ sao? Mà nay cũng sắp hoàn thành rồi đó. Không? Thì chương trình làm chú dự trù là 2 năm nữa thì sẽ hoàn thành hết. Bắt đầu một hai bữa nữa bắt đầu tiếp tục làm để cho nó hoàn thành. Thì nó đúng ra nếu mà chùa Thương Tân Diệu làm vậy thì nó vượt kế hoạch của Đức Phật ấn định. Đức Phật ấn định 10 năm nhưng mà chú sẽ làm qua 5 năm thôi, ở 7 năm thôi là xong hoàn thành nhiệm vụ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, chị cho hỏi, có những khó khăn, trở ngại hay thế lực nào cản trở cái việc chùa Thiền Tông Tân Diệu hoàn thành cái mục đích của việc thành lập chùa không, thưa bác? Nguyên tắc thì cái Thiền Tông này ra đời nó rất khó khăn. Nhưng mà khó khăn hay không là do cái lòng người. Thí dụ con làm cái đó mà còn bị khó khăn mà con buồn thì nó mới khó khăn. Còn làm mà thấy trở ngại, con cười. Không có kể gì, không có gì hết. Nó phải hiểu cái chỗ này nè. Là vì nó trở ngại là không, là do cái tưởng con người đó. Con thấy con gặp, con thấy con buồn, con chán nản không không nè. Còn riêng chú, đây là cái chuyện đó tới, nó phải tới thôi. Không? Nhưng mà coi kia như phớt lờ. Qua cầu không cần kêu bằng hãm tốc độ, vẫn qua cái bình thường, không sao. Thấy không? Bởi vì nếu khó khăn con thấy ở ngoài thì thấy cái chùa Tân Diệu rất khó khăn. Nhưng mà bản thân bác không thấy khó khăn. Vì đã biết trước rồi, cái lịch trình nó đi từ đâu đó tôi biết hết. Thành ra không thấy khó khăn gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Thì thưa bác, giống như là chúng con là Phật tử á, thì chúng con có thể làm được gì để cùng góp sức với chùa Thiền Tông Tân Diệu trong việc hoàn thành cái mục đích thành lập chùa? Bác có thể chỉ giúp chúng con được không ạ? Bây giờ nói đúng là đó, cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này nè, kế hoạch lập thì cái số tiền Thiền Tông Sư Nước Thảo đã để lại. Thấy không? Nó phải dặn ra là nó có hết cái chương trình của người ta. Ví dụ tụi con giúp phần nào thâu kể hoặc bao gì. Cái chu cầu của chùa Thiền Tông Diệu không có làm cái này.
Bởi vì trước khi làm cái này thì Thiền Tông Sư nước đảo đã có cái kế hoạch. Hơn nữa là giao cho bác là phải chữa răng trong vòng mấy chục năm. Con phải trích bao nhiêu phần lương, bao nhiêu tiền, cái tiền của con phải để lại lo cái chùa này. Đó, bác có kế hoạch làm vậy. Bởi vì mình làm lại đây là bác làm lại đây là cái này nó làm trải dài mấy năm trời. Nói thiệt cho cổ con, mỗi tháng bác có những thu nhập được mấy chục triệu. Cái làm từ từ. Làm từ từ thì càng làm càng nó kéo dài thì cũng vào đó thôi, cũng không có lo gì. Nhưng mà vừa rồi cũng có số anh em cũng giúp một phần, thì cũng cảm ơn. Thì anh em giúp thì cũng tạo công đức thôi. Nhưng mà cái này là ý của chùa Tân Diệu, nó có cái kế hoạch rồi. Kể cả in 10 nguyện ngàn quyển sách cái giáo lý này, nó cũng đã có cái tài khoản rồi. Để nhà nước cho thì in liền, nhà ra in liền. Đó. Bây giờ chùa Tân Diệu là tụi con giúp là giúp đỡ cho cái này nó thuận tiện, nó vượt đi ra thôi. Những người nào mà trở ngại thì tụi con làm cái hũ lô con cán cho nó dẹp xuống, để cho nó đi làm con đường im đi thôi. Có vậy là rất cảm ơn rồi đó. Tụi con thì muốn làm là giống như cái hũ lô đi, nào cục đá nào nó nhô lên lấy hũ lô cán cho nó dẹp xuống để đi cho nó im thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa bác, con thấy hiện đã có nhiều nơi ở phía Bắc và phía Nam tổ chức lễ truyền thiền, hình thức giống như là của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Vậy có phải là chùa Thiền Tông Tân Diệu đã phát triển thêm chi nhánh ở những nơi này rồi, có phải không thưa bác? Chùa Thiền Tông Diệu giờ, bây giờ nó chưa có hợp pháp, làm gì có cái chuyện mà truyền thiền chỗ khác. Chùa Thiền Tông Tân Diệu truyền thiền đây đó là mình xin phép cá nhân nhà nước cho mình hoạt động cái này. Nhưng mà cái nguyên tắc đó, thì trong cái nội quy á, còn tụi con có về chùa con đọc cái nội quy đó, Thiền Tông không được phát triển cái nơi thứ hai. Nhớ là Thiền Tông không được nơi phải, mà nó chỉ phát triển tại chỗ và nó loan tỏa khắp thế giới. Vì sao? Vì thời đại văn minh này á, ngồi một chỗ nói bây giờ con ở bên Mỹ muốn truyền thiền người ta vẫn truyền được, chứ làm sao chạy qua bển ra lập cái chùa mà truyền. Thì còn Việt Nam nó gần quá, cái thời buổi văn minh này không có làm, không có truyền cái thứ hai. Nếu mà cái chùa Thiền Tông Diệu mà làm cái món thứ hai, nó sẽ nổi loạn lên liền. Tánh con người ta mà, tại sao điểm A được, điểm B không được, rồi sao? Thành ra Đức Phật ông nói là cái này á, vừa ra nó tranh giành dữ lắm, nhưng mà xong rồi con đừng có phát triển đâu nữa hết, cứ để tại chỗ đi. Vì có thể ngồi tại chỗ mà ngồi chùa Tân Diệu truyền qua Mỹ, qua Tây, qua Tàu được mà, hướng chi ở Việt Nam. Thành ra nó không có phát triển đi chỗ khác được, là chỗ này nè. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Bác cho hỏi câu thứ 7. Con thấy có nhiều chùa, nhiều nơi tu theo đạo Phật mà lại cúng nhiều. Vì cúng đó có đúng với đạo Phật không thưa bác? Cái cúng này á, con nên nhớ đạo Phật đâu phải là đạo cúng. Vì thế mà ông Phật thấy, con suy nghĩ là vừa rồi nhân dân đưa lên có 6 pháp môn tu, không có pháp môn nào cúng hết. Đây là nhân dân đã giúp cái Đức Phật đã truyền bá 6 pháp môn rõ ràng này nè. Thì đâu có chuyện nào cúng. Nhưng mà sở dĩ cái thế giới này là gọi thế giới âm. Người âm họ thích ăn cúng. Vì thế mà họ bày ra cúng để cho người âm ăn. Để người ta nhờ người âm làm cái gì đó. Thấy không? Anh muốn làm gì đó là cúng người âm thì người âm phải giúp. Vì cái thế gian này nó vậy, gọi là thế giới vật lý âm dương. Vì thế mà người ta cúng cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà tuyệt đối là trong Phật không có. Trong đạo Phật nó có 6 pháp môn tu. Mà rồi nhân dân đã báo cáo rồi đó. Rõ ràng anh tu cái gì nó rõ ràng. Có bản hiệu đàng hoàng. Thấy không? Có giáo kinh, giáo lễ, giáo lý đàng hoàng. Chứ nó không phải, chứ không phải tu mù. Thành ra thế giới này, thế giới âm người ta cúng là gì? Nó hợp là với thế giới âm ta mới cúng. Ta hành cái nghề này. Đó, thì mình phải hiểu vậy. Mà nếu cái hành cái nghề này thì ông Phật đã dạy rồi, anh trở thành tăng gì nãy chú có nói đó.
không phải loại tăng á, thánh tăng rồi phàm phu tăng rồi tục tiểu tăng tục chữ tăng vậy đó. Thấy không? Rồi ngạo mạn tăng luôn á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác cho con câu số 8. À, con cũng thấy nhiều chùa mà nhiều nơi tu theo đạo Phật á, mà họ tụng kinh suốt á, mà họ lại không có hành theo lời kinh dạy. Vậy việc tụng kinh đó có đúng với đạo Phật không thưa bác? À, chữ tụng kinh nó có cái này nè. Chữ tụng là chỉ đọc. Thấy không? Kinh là lời dạy của Đức Phật. Mình đọc làm sao mà cho cái tri kiến Phật mình mở ra thì gọi là tụng kinh. Tụng càng nhiều càng tốt, tụng là đọc. Mà đọc tới đọc lui để cho nó nhớ, giống như con học cú chương vậy thôi. Thấy không? Con đọc tiếp rồi cho nhớ. Thì con đọc làm sao mà tri kiến Phật con mở ra, cái thấy và cái biết của tánh Phật con mở ra đó, thì mới là tụng kinh. Người nào mà tụng kinh được cái này, nếu là tu thì được là thánh tăng. Thấy không? Đó, mình phải hiểu này, nếu tu đạo Phật phải hiểu cái căn bản này, chứ không phải là tụng kinh là sai đâu. Tụng kinh để là mở tri kiến Phật, chứ không phải là tụng kinh để ông Phật nghe. Ông Phật đâu ở đây nghe. Ông ở tầng Minh Lưu á, giờ Thích Ca ở tầng Minh Lưu á, mà tụng có chút xíu sao. Nếu mà muốn cho ông nghe đó thì phải điện khải ông. Đưa cái điện thoại 5G đưa cho ổng đi, rồi ở đây mình tụng cho ổng nghe. Giờ biết thằng mình luôn nằm ở đâu không? Ổng ngồi ở đâu? 50 cây số gần xịt à. Từ trái đất lên đó 50 cây số. Nếu mình tụng thì phải hiểu, muốn cho Phật nghe để chỉ đó. Ô mày tụng sai rồi. Thì để ổng Phật khải lại, ổng Phật khải lại nói, ô mày tụng sai rồi, để tao chỉ lại cho. Ổng đâu ở đây đâu. Vì thế mà tụng kinh là tụng một cái tụng hoài là nó sai. Tụng đọc tới đọc lui nghiền ngẫm làm sao mà cho tri kiến Phật mở ra thì mới là đúng, mới là đúng là tụng kinh. Còn tụng ông Phật nghe là sai. Ông Phật không ở đây, ta viết kinh cho tụi bay đọc chứ đâu phải viết tụi bay tụng. Ta đọc ta nghe. Còn nếu mà đoạn nào ông ấy á thì hỏi ông. Có người đại diện, có người đại diện ở đây nè. Hỏi ông ta trả lời cho. Rồi con hỏi tiếp đi. Ủa bác cho hỏi người đại diện đây là ai vậy bác? Cái ông đạo nhân vô tu vô chứng đó, chứ không đó nó. Ông ở chợ Bến Thành á. Ở cửa Tây chợ Bến Thành á. Bác cho hỏi thêm câu số 9. À, con thấy nhiều vị thầy tu á, họ dùng nhang mà nhang lửa đỏ chấm trên đỉnh đầu, khi thì 1 chấm, 3 chấm, 6 chấm hoặc 9 chấm để cúng dường chư Phật và để xả thân cầu đạo. Thì những việc làm này có đúng với đạo Phật không thưa bác? Phật đâu có đốt ai đâu. Đó là nó đốt để mà cho là đốt để từ 1 đốt 2 lên là hồi xưa nó đốt để nó cúng dường chư Phật. Cái Phật đâu mày khùng. Ta dạy mày mở tri kiến Phật chứ đâu phải mà dạy mày đốt cái đầu. Cái đó làm sai, tại người ta tư tưởng, nó không giáo lý rồi nó tu tưởng. Cái đó là mấy ông thầy tu tưởng. Bây giờ có giáo lý đi rồi cái tưởng nó mất. Thấy không? Giáo lý ra thì cái chuyện đốt đầu dẹp rồi. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, bác cho con hỏi. À, con thấy nhiều chùa, nhiều nơi tu theo đạo Phật á, nhưng mà họ cầu xin lại lục mà và nguyện rất nhiều. Thì những việc làm này có đúng với đạo Phật không thưa bác? Nói đúng ra đó, cầu xin lại là có chứ không phải không. Nhưng mà thế gian này cái ai quản lý? Ai quản lý cõi âm này? Người thần thánh tiên ngạ quỷ, ai quản lý cái này? Cái cúng nó có chứ không phải không. Cúng có là gì? Thế giới cõi âm này con muốn gì được ở đây? Nhưng mà con chú ý cái này nè. Con mà có tiền rồi đó thì con cầu được nha. Còn con mà không có phước con không có cầu được. Cái này con trong túi con có tiền, con cầu nó được có. Trong túi con có 1 triệu và con cầu 500 ngàn, 5 phút sau có liền. Còn trong túi con không có đồng nào, con cầu không được. Đây là kỹ thuật của âm. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ không phải là đây, thế giới này cầu không được đâu, tại người ta không hiểu. Vì thế mà có nhiều người họ đang làm ăn khá đấy, họ cầu họ giàu, nó tự nhiên họ xuống liền, mất liền. Là gì nó xài quá quá lố, tháng lương lãnh 10 triệu xài 5 triệu còn 5 triệu để dành,
chơi quốc 11 triệu một tháng sau rồi tăng dần rồi nó mất. Thế giới này là thế giới kỹ thuật âm, vì thế mà rất hợp cho người cúng và người tụng và người cầu á. Mà mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới sống được cái thế giới âm này được. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi thứ 11. Con thấy ở Việt Nam này có nhiều tiến sĩ Phật học. Vậy thì dựa vào những tiêu chuẩn gì mà để mà tu hành thành tiến sĩ Phật học thưa bác? Ở Việt Nam thì nó nhiều tiến sĩ ngành nghề. Phật giáo thì gọi tiến sĩ Phật giáo, rồi văn chương, tiến sĩ văn chương, rồi tiến sĩ y khoa, rồi tiến sĩ cơ khí, rồi tiến sĩ nông nghiệp vậy đó. Mỗi một ngành nó có cái tiến sĩ là cầu tốt nhất. Còn riêng con hỏi cái này là riêng cái muốn trở thành một tiến sĩ thì nó có cái công thức như thế này nè. Nước Việt Nam mình mà có cái hội đồng tiến sĩ của cái ngành đó đó, mà phải do một ông giáo sư tiến sĩ phải chủ tọa, rồi hai bên ổng đó thì 5-7 ông tiến sĩ ngồi. Thì con muốn trở thành một tiến sĩ thì con phải qua cái đại học. Đại học rồi thì con muốn làm một cái nghiên cứu sinh của tiến sĩ. Muốn ngành vàng, ví dụ nói về tôi nghiên cứu về Phật giáo nè, rồi con mới làm cái đơn trình với cái hội đồng nó chấp nhận cho con. Con nói về làm đi rồi thời gian bao ngày nào đến đây trình. Thấy không? Thì người ta còn đọc cái bài trước kia bằng trình của cái luận án tiến sĩ của con á, thấy được thì người ta cái hội đồng này mới chấp nhận cho con là tiến sĩ. Nhưng mà cái hội đồng này nó phải nằm ở trong cái bộ giáo dục á. Trong bộ giáo dục nó có nhiều cái ngành. Thì cái này nó giới thiệu lên rồi thì ông bộ trưởng giáo dục mới ký cái này, ký cái bằng tiến sĩ cho con. Nó phải đi tuần tự vậy. Còn nếu mà cái bằng tiến sĩ mà không qua cái hệ thống này là bằng giả. Nhưng mà cái bằng danh dự thì những cái ông mà đại diện cho cái giáo hội á, thì ông được quyền ký cái bằng danh dự. Bằng danh dự thôi, còn bằng thật thì phải qua bộ trưởng giáo dục ký mới được, của nhà nước. Mà cái đó thì do cái hội đồng này phải nhà nước đồng ý mới được, có chân trong hội đồng nhà nước mới được. Nó muốn mà đạt được cái tiến sĩ thì phải tuần tự như thế. Chứ còn nếu mà đi ngoài không phải. Còn nếu mà tiền kêu bằng tiến sĩ danh dự thì ai ký cũng được. Người ta có cái tổ chức người ta cấp. Đây là cái danh dự chứ không phải điều thật, không có xài. Giống như tôi cấp cho anh cái bằng giả vậy. Cái bằng giả chứ không phải bằng thiệt. Còn nếu bằng thiệt thì anh đi hành nghề được nha. Bằng thiệt đi hành nghề được. Còn nếu bằng giả, bằng danh dự không có hành nghề được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Ủa bác, vậy có nghĩa là bằng danh dự là cũng chưa đủ tiêu chuẩn hả bác? Bằng danh dự giống như nhà nước tuyên dương con thôi. Giấy tuyên dương để cho nó có cái giá trị xung quanh, mấy người xung quanh thôi. Chứ đâu cái bằng nó đâu có thật đâu. Bằng danh dự mà, chứ đâu phải là bằng thật. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, bác cho con hỏi. Tại sao đạo Phật cần phải chuẩn hóa, và bác dựa vào tiêu chuẩn gì để chuẩn hóa đạo Phật? Con đạo Phật chuẩn hóa mà con hỏi bác lấy tiêu chuẩn gì chuẩn hóa, con hỏi sai. Bác không có tư cách gì chuẩn hóa cái này hết đó. Bác là một con người được Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo giao cho cái quyển giáo lý xuất bản này ra. Ai muốn tu sai á thì coi quyển giáo lý tu sai tự người ta chuẩn lại nha. Chứ không phải bác chuẩn quá, cái câu hỏi con sai, bác không có chuẩn quá này. Mà coi cái này thấy trật thì ta chuẩn lại, chứ không phải là bác chuẩn quá. Còn không chuẩn thì thôi, đây là gọi là cái thủ tục nghi lễ nó thôi. Chứ bây giờ nó, trong cái đạo Phật nó không có cúng, bây giờ thấy cái này ra, ô thôi tôi không cúng nữa là thôi. Thì tự động ông, cái người đó tự động bỏ nghề, chuyển trở lại tu đúng. Còn hồi xưa đó, ổng tưởng tu giải thoát là ăn này ăn kia sau cùng giải thoát, ăn tới cái rễ cây gì giải thoát, thấy không? Bây giờ không phải, ổng đâu phải. Ông Phật nó không phải ăn cái gì đâu mà giải thoát. Muốn giải thoát thì phải học cái công thức của nó, chứ không phải ăn cái này ăn kia giải thoát, không phải vậy. Có nhiều người đấy làm này đã được rồi giải thoát. Nó không đúng. Giải thoát nó có cái công thức. Anh phải biết con đường đi và đi cái hành trang đó là đi bằng cái gì, đi bằng công đức.
con sách công đức con đi thì người ta mới rước con. Còn con mà con sách cục gạch con đi, không ai rước con hết rồi. Phước đức cũng không được, chứ đừng có nói cơ cơ. Thấy không? Phước đức là đi đường khác. Muốn giải thoát thì phải đi bằng công đức và công thức riêng của nó. Đó. Mà cái giáo lý này ra thì nó dạy như vậy, thì người nào muốn đi về trở về Phật giới, đi bằng công thức này nè. Rồi tự mình đi, chứ không phải bác chuẩn quá, bác không sửa đổi gì. Bác có cái nhiệm vụ là phổ biến này ra thôi. Vì bác đã nhận hồi năm bác 20 tuổi, nay 84 tuổi là có thể là 64 năm. Chưa hoàn thành nhiệm vụ. Khi 80 tuổi hoàn thành được công bố quyền ký thôi. Mà từ công bố quyền ký tới nay 5 năm rồi mà chưa hoàn thành được cái giáo lý. Còn chút giáo lý nữa thôi là xong rồi. Rồi bác bye bye đó. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Hỏi thứ 13. Trong nhân gian có câu 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Câu này có ý nghĩa gì và tại sao? Xin bác giải thích giúp. Con nói lại là chết phải không? Dạ. Chết 10 phần chết 7 còn 3. Chết 7 còn 3. Dạ, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Câu hỏi con sai. 10 phần hết, 7 còn 3 chữ hết, chứ không phải chữ chết. Hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Câu này nó ứng dụng cho bài 24 của Đức Phật. Chứ không phải ai đâu. Vì khi trái đất này được thành lập ra thì trái đất nó chưa phe chưa phái. Nó chia ra thì nó tạm thời là nói là 10 phần, nó chia ra 10 phe phái đi. Khi 10 phe phái này nó co lại á, thì nó còn 3 phe phái. Thấy không? 3 phe phái này cái nó tách ra là nó hiểu bây giờ nó còn có 2 phe phái thôi. Mà bây giờ muốn cho ra Thái Bình thì phải 2 phe phái này dẹp luôn. Giao cho một cái tổ chức đặc biệt quản lý trái đất này. Đức Phật ông nói muốn cho trái đất này được hòa bình thì trái đất này phải một người quản lý thôi, một tổ chức quản lý thôi. Gọi là hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Bây giờ nếu mà còn 2 cái này mà không hết mà không dẹp 2 cái anh này thì cái anh này sẽ hủy diệt trái đất. Hai cái anh này nè. Mà muốn không hủy diệt thì phải dẹp hai này, giao lại cho một người quản lý trái đất này. Trái đất này giờ còn một. Hiện giờ trái đất này mình giờ còn 2 người quản lý. Thấy không? Anh em với anh N. Anh em anh N đang quản lý cái này nè. Đó. Bây giờ dẹp hai cái anh này đi. Anh N, anh em này dẹp mẹ đi. Giao cho một anh nữa thôi. Quản lý trái đất này thì nó sẽ... Mà nếu mà con vừa rồi cái bài 24 đây... Thì có nói về cái phần thứ hai tổ chức lại trái đất này. Còn một thôi. Thì mới thoát được cái quy luật mà hủy diệt trái đất này. Thứ nhất là đừng có nghe lời mấy cái ông tiên tri nói tầm bậy tầm bạ. Tiên tri ông đóng mò thôi làm gì có chuyện đó. Trái đất này khoa học vật lý, phải nói bằng khoa học vật lý. Nghe không? Mà giờ mà nên nhớ rằng những người mà nói giật gân người ta thích nghe. Sự thật không, nó không thua vậy. Cái chuyện xảy ra rồi nó mới nói. Còn con để ý nè, khi mà công bố quyền ký ra đó, thì ông Phật nói công bố quyền ký ra 2 năm sau có bệnh, rồi 2 năm sau chiến tranh là 4 năm. Thành ra bắt buộc bác phải công bố cái phần đầu của quyển 24 ra khi công bố quyền ký 2 năm. Đó. Rồi bây giờ đó thì âm thầm công bố cái phần 2 rồi. Âm thầm công bố phần 2 rồi. Còn cái chuyện mà chuyện nào mà chấp nhận thì mới công khai. Không ai thôi. Nếu mà không hết 2 còn 1 thì người ta sẽ chết xịn chứ không phải Thái Bình. Còn 2 thì chết xịn bởi vì sao? Chết đống rồi không ai chết đống rồi không ai chôn nó xịn lên. Đông quá mà. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, vậy thì có cách nào làm cho từ 2 thành 1 để ra Thái Bình không bác? Đang trình đó. Đang trình đó.
khách dễ ở, dễ như con cơm mà có làm mà không. Đó, giờ đang trình đó. Thầy muốn hỏi đâu thì ra bưu điện hỏi. Gửi cho bưu điện rồi. Cảm ơn bác. Rồi. À, Đức Phật dạy trong cõi Ta Bà thì thường là 10 người mê muội cả 10. Vậy thì việc người tu đạo Phật không có nguyện giáo lý đạo Phật trong tay có liên quan gì đến việc mê muội không thưa bác? Có nghĩa là 10, Bất Phật nói là 10 phần mê muội cái mời này, con suy nghĩ đi. Nếu mà cái đạo cái pháp môn thứ 6 chưa ra, con có hiểu gì cái tổ chức đạo Phật không? Không, hoàn việc là không mê muội gì. Chưa có này, nếu mà con nói về cái tam giới, hồi chưa nghe người ta nói tam giới mà người ta biết tam giới ở đâu không? Không biết. Mê không, mê muội không? Rồi người ta nói càng khôn vũ trụ, con biết nó nằm đâu không? Thì không biết, thì ai đã mê muội? Kể tới tu mà, tôi tu theo đạo Phật giải thoát mà còn không biết thì có mê muội không? Mà bây giờ người ta công bố, người ta biểu tu giải thoát như vậy nó chửi. Bây giờ cái người mê muội nó chửi con có buồn không? Cái ông sai chửi con có buồn không? À, thì vì thế mà bắt công bố này người ta chửi bắt bắt cười, bắt có đâu có buồn đâu. Vì Đức Phật nói là người phần mê muội cả mười. Đưa ra cho nó sáng mà nó không chịu. Nó chửi. Thì thôi phải chịu chứ thì sao giờ. Mà cái chuyện này bắt nắm hồi 20 tuổi tới bây giờ. Mà phải âm thầm thôi, âm thầm lo làm ăn, thôi kệ, để nó đi. Âm thầm cứ lo cái chùa, rồi có chuyện gì chạy về cái chùa rồi hết xong về thôi. Đó. Rồi bây giờ sở dĩ mà cái chùa nó nở rộ ra là khi công bố quyền ký ra, nó mới nở rộ ra. Chứ hồi xưa ai biết chùa Tân Diệu là cái gì đâu. Thấy không? Đó, nó cũng may mắn như vậy đó. Thì thế mà ông Phật nói và bắt buộc phải cho công bố này để chi? Để cho cái đạo Phật khoa học vật lý này nó phát ra. Chứ người ta hồi xưa người ta nói cái đạo Phật là khoa học vật lý, ta nói không đúng. Mà người ta nói đạo Phật là đạo cầu, đồ cúng, đồ lại mới chết vô đó. Bây giờ nói ra thì mới giải mã thì mấy cái ông cầu cúng lại, ổng chịu. Ổng nói là chùa Tân Diệu là điên. Nói chuyện trên trời dưới đất không, nó là điên. Thì có khác nào vua Lương Võ Đế không? Ông Lương Võ Đế ông nói ông Bồ Đề Đạt Ma vừa nói không, ông Lâm ông dịch lại câu hàng tu chủ cùng không thành gì, điên, ông là điên, điên đảm. Ông Lâm ông diễn xuất cái này hay, dòng chảy bản quyền thiền tông á, con nghe là cái này rất hay. Tu mà sau cùng không thành cái gì cả, như vậy ông bị điên quá mức rồi. Vậy tu để làm gì? Người đâu? Tiễn khách. Nói, ông tổ nói mà ông vua nó còn vậy đó. Thưa, bên ngoài nó còn chửi nặng hơn nữa. Ông kia ông tức. Xin lỗi ông đưa vô đế. Ông Bồ Đề Đạt Ma ông đi bằng công hàm của Thái tử. Chứ nếu mà điên dân thường nó trả mỏng. Nó đã mất ông luôn á, đuổi ông ra khỏi hoàng cung thôi chứ không sao. Phải khó đó. Cái thiền tông đó là nó khó khủng khiếp lắm chứ không ai nào. Vì thế giới này thế giới âm. Người nào mà sống cái tần số 9, 10 dương thì mới bật mai mới thoát ra được cái này. Giống như con đang lặn dưới nước. Con phải chuồn được cái con mắt con lên, con khỏi mặt nước con mới thấy. Còn con mà con mắt con ở dưới mặt nước không cách nào con thấy, con hiểu được cái này. Nói vậy âm nó nằm ở dưới cái mặt nước đó. Mà nói nặng hơn là nó nằm ở dưới mặt đất đó, thì không thể thấy được đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu hỏi cuối. Người tu đạo Phật mà muốn hết mê muội thì phải làm sao thưa bác? Dễ ợt thôi. Này thì dễ ợt. Con bác hỏi con này, nếu mà con hết trong nhà con tối á, con làm sao nó hết tối? Dạ, mở đèn. Tri kiến Phật cô mở ra nó sáng bốc. Hết mê muội. Mở chưa? Tri kiến Phật mở chưa? Dạ, chưa, để... chưa hả? Làm sao để mở quá? Dễ hả? 7.000 câu hỏi đã mở cho con. 7.000 câu hỏi. Mở rồi, mở chưa? Mở gần hết rồi. Thì còn cái những giáo lý nó mở ra nó sáng tròn luôn.
Hồi xưa con không biết cái tam giới là cái gì mà giờ con biết rồi, thì con hết mù cái này gì. Hồi xưa con không biết vô chùa con quỳ con lại xói đầu gối con. Giờ con còn lại không? Hết. Hết lại thì con hết còn có mê muội lại không? Hồi xưa con thấy ông Phật ngồi đó con lại chết luôn á, không dám không ngốc đâu rồi. Bây giờ thấy ông cười. Chào chào sư phụ chứ không có lại nữa. Rồi sao? Hết mê muội chưa? Đó. Vì thế mà có nhiều người làm cái bài kệ mà cảm ơn Đức Phật Thích Ca rất hay. Kêu bạn là không phải còn là cái ông thánh hiển linh nữa mà là do ông sư phụ. Nói vậy là hết mê muội rồi có gì. Thì bây giờ đó tới đây thì tụi con lột xác gần như gần hết rồi. Lột xác gần hết rồi đó. Thì còn muốn gì nữa? Thì còn cái nói đúng ra cái giáo lý mà nó ra thì đây là chỉ một cái thừa thôi, để cơ bản để mà giữ lại thế hệ sau thôi. Có nghĩa là những cái lời giải đáp bác đã nói lên là nó lột trần gần 80% mà. Gần 80%. Cái bài 24 giờ đang âm thầm mà. Nếu mà nó công bố ra thì nó về cái đời, về cái này là cái đời. Nó là lột trần 100% về cái đời. Cái đạo, trong cái giáo lý nó có hai cái, đời và đạo. Đời kỳ 24. Đạo thì nó là tất cả những cái bài viết về đạo. Mà đạo thì bác đã trả lời gần hết rồi đó. Thấy không? Thì bây giờ con người ta, cái nhìn thấy của người ta 10 trên 10 cái gì mà con ta thấy 7 trên 10 rồi đó. Gọi là hết mù rồi. 10 phần mê muội còn 3 đó. Chưa hết rồi. Chứ không, chưa hết. Bởi vì nó còn nhiều cái chưa ra thì còn mê muội. Chứ mà ra hết thì có gì mê muội biến mất luôn. Thấy không? Rồi còn gì nữa thì hỏi thêm, không hỏi thì cảm ơn con, hỏi rất hay. Dạ, con ơn bác nhân nhiều, con kính chúc bác nhiều sức khỏe. Rồi thì cảm ơn con, sức như chúc gì, sanh lão bệnh tử bây giờ bắt đầu nó lão rồi đó. Còn cái bệnh với tử nó tới, nguyên tắc đừng có chúc vậy đó. Nguyên tắc cái sanh lão bệnh tử tới sanh rồi, lão rồi bây giờ đang lão, còn mà cũng có bệnh rồi đó, nó nhóm bệnh, nó còn cái tử nữa thôi. Thấy không?